Thần y trở lại, Ngô Bình. Chương 4846 nơi biên ải này rất khó quản lý sao? Lúc này, Kỷ Nhược Phi đang chăm chú quan sát mấy chục dặm rừng nguyên sinh trước mặt. Từ đó thỉnh thoảng vọng đến từng đợt tiếng dã thú gầm rú. Đại lục này được đặt tên là Hồng Hoang là bởi vì nó còn lưu lại rất nhiều dạng địa hình nguyên thủy và có rất nhiều loài dã thú sinh sống, trong đó nhiều loài có sức mạnh kinh hồn. Kỷ Nhược Phi mặc thường phục, tay cầm bình rượu, nhấp một ngụm rượu, ăn một hạt đậu phộng. Báo. Một binh sĩ tiến lên, tướng quân, người của trại hổ và trại báo lại đánh nhau. Kỷ Nhược Phi cảm thấy rất bất lực. Cô ngồi ở vị trí này chủ yếu là bởi Ngô Bình tín nhiệm và đề bạt cô. Kết quả là, quan binh đóng ở nơi đó không thực sự phục tùng, huống hồ, cô còn là một nữ tướng quân. Vì không hài lòng nên những tướng sĩ dưới trướng thường xuyên gây chuyện, một ngày cô phải xử lý không biết bao nhiêu vụ gây rối. Lại nghe những chuyện tương tự, Kỷ Nhược Phi có chút khó chịu, nói, hãy bắt cho tôi kẻ cầm đầu gây rối. Binh sĩ kia sửng sốt, nói tướng quân. Người gây rối đều là mấy vị tướng quân, địa vị cao hơn thuộc hạ, thuộc hạ. Vô dụng. Kỷ Nhược Phi giận dữ đập bàn đứng dậy, đi đến hiện trường. Lúc này, hàng ngàn binh sĩ của hai doanh trại đứng ở hai bên, mỗi bên có khoảng hơn chục người xông ra đánh lộn. Một người đã bị thương, bê bết máu, hai người khác đang nằm bất động trên mặt đất. Dừng lại, Kỷ Nhược Phi hét lên. Tuy nhiên, không ai nghe lời cô cả. Những người này tiếp tục đánh nhau. Kỷ Nhược Phi vô cùng tức giận, rút trường đao bên hông ra nhưng bỗng nhiên tay cô bị ghì chặt xuống. Cô không khỏi tức giận, kẻ nào to gan như vậy, dám đụng vào tay cô. Nhưng vừa quay lại, cô đã nhìn thấy Ngô Bình. Trong mắt Kỷ Nhược Phi, lửa giận nhanh chóng biến mất, thay vào đó là sự kinh ngạc, huyền bình. Ngô Bình cười nói, đang làm võ tướng của Tiên Đình không muốn. Lại nhất định muốn đến chỗ tôi trấn giữ biên ải, đúng là không hiểu nổi. Kỷ Nhược Phi mỉm cười nói, tôi nghe nói đế quốc thiên võ của anh đang mở rộng, vì vậy tôi đã đến ngay. Chúng ta từng vào sinh ra tử cùng nhau, vì vậy tôi đương nhiên phải giúp anh. Ngô Bình, nơi biên ải này rất khó quản lý sao? Kỷ Nhược Phi thở dài, quả thực là không dễ dàng để kiểm soát bọn họ. Những tướng quân nam này không chấp nhận tôi. Ngô Bình vỗ vai cô, nói, giờ tôi sẽ là thị vệ ở bên cạnh cô. Chỉ cần cô ra lệnh, tôi sẽ giúp cô ứng phó. Kỷ Nhược Phi nhìn anh, cười hỏi, vậy tôi nên gọi anh là gì? Ngô Bình, cứ gọi tôi là Tiểu Lý. Kỷ Nhược Phi lập tức gọi, Tiểu Lý. Chương 4847 nếu còn đánh tiếp sẽ chết người đấy. Có thuộc hạ, Ngô Bình lập tức đổi trang phục trên người thành quân phục tướng quân. Cấp bậc không cao, chỉ là một viên tướng nhỏ. Kỷ Nhược Phi, tóm những kẻ gây rối đánh nhau lại cho tôi. Vâng. Ngô Bình lập tức đi tới, tóm lấy từng người một rồi ném tất cả bọn họ xuống đất và trói bằng dây thừng. Một số người trong số này rất mạnh, nhưng họ bị khuất phục ngay lập tức và không thể chống trả. Một lúc sau, tất cả những kẻ gây rối đều bị trói chặt vào nhau, không thể cử động tay chân, chỉ có thể nói bằng miệng. Hai chỉ huy của trại báo và dại hổ lúc này quát lớn. Tên thối tha, người thuộc doanh trại nào? Ai cho người gan làm vậy hả? Ngô Bình không nói gì, chỉ im lặng đứng sang một bên. Kỷ Nhược Phi đi tới, lạnh lùng nói, anh ta làm theo lệnh của bổn tướng quân, lũ khốn các ngươi làm loạn không ngừng. Hừ, nếu các ngươi thừa sức như vậy, ta sẽ giao cho các ngươi một việc. Kỷ Nhược Phi quay sang nói với Ngô Bình, Tiểu Lý. Làm một cái lồng lớn, nhốt lũ khốn này lại, cho chúng đánh nhau chán thì thôi. Ngô Bình gật đầu, vâng. Anh phất tay một cái lồng giam cực lớn hiện ra. Đất bùn bên trong từ dưới đất trồi lên, ngưng tụ thành một vài tượng đất sét cao 2 mét, sức mạnh vô hạn. Đám người kia bị ném vào trong lồng, những bức tượng bằng đất sét bên trong ngay lập tức tấn công họ. Dưới sự điều khiển của Ngô Bình. Những bức tượng đất sét này có sức chiến đấu đáng kinh ngạc và kỹ năng võ thuật tuyệt đỉnh. Chỉ với một cú đấm, một viên tướng đã bị đánh gục xuống đất, gãy hết răng. Hai chỉ huy trại cũng bị bao vây bởi một số tượng đất sét và bị đánh đau đến nỗi kêu lên thảm thiết và không kịp trở tay chống trả.
Hơn nữa thủ pháp ra tay của những bức tượng đất sét này rất kỳ lạ, một khi bị đánh chúng sẽ vô cùng đau đớn, ngay cả những nam tử hán cứng rắn cũng không thể chống đỡ được. Vì vậy, những người trong lồng bắt đầu liều mạng phản kháng, đánh nhau hết sức bình sinh, vừa đấm vừa đá. Tuy nhiên, kiểu đối đầu giáp lá cả này rất hao tổn sức lực. Sau một hồi chiến đấu, đám người trong lồng đều mệt muốn chết. Lại qua 15 phút, có người không nhịn được nữa bắt đầu cầu xin, tướng quân, chúng tôi sai rồi, thả chúng tôi ra. Nếu còn đánh tiếp sẽ chết người đấy. Kỷ Nhược Phi chế nhạo, các người không phải có năng lượng vô tận để đánh nhau mỗi ngày sao? Vậy thì hãy đánh nhau trong lồng 3 ngày 3 đêm cho đến khi chết thì thôi. Nhóm người này chỉ biết nghiến răng chịu đựng. Mấy phút sau, cuối cùng cũng có người bị đánh ngã xuống đất, một đám tượng đất xông lên tiếp tục đánh, người này liên tục kêu gào thảm thiết và nhanh chóng bất tỉnh. Tuy nhiên, một cảnh tượng khủng khiếp xuất hiện, bức tượng đất sét lấy ra một cây kim để chữa lành vết thương cho anh ta, sau đó đổ thuốc cho anh ta uống. Sau khi uống thuốc, vết thương nhanh chóng hồi phục, và những bức tượng đất sét tiếp tục đánh anh ta rất mạnh, trong khi người đàn ông tiếp tục la hét. Những người xung quanh đều kinh hoàng khi nhìn thấy cảnh này, thật quá tàn nhẫn. 2 giờ sau, hai vị chỉ huy không thể nhịn được nữa, bắt đầu cầu xin Kỷ Nhược Phi. Tướng quân, chúng tôi sẽ không đánh nhau nữa, thả chúng tôi đi. Kỷ Nhược Phi nét mặt không thay đổi, bình tĩnh nói, thả ngươi đi. Không thể nào, ta nói 3 ngày 3 đêm, vậy nhất định là 3 ngày 3 đêm. Dứt lời, cô quay sang nói với Ngô Bình, Tiểu Lý. Đi thôi, chúng ta quay về. Khi đã về đến nơi ở của Kỷ Nhược Phi, cô không khỏi mím môi cười, đám người này chưa bao giờ thèm nghe lời tôi, bây giờ để bọn họ chịu khổ đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 4848, vậy cục diện này có vẻ càng thú vị rồi đây. Ngô Bình, Nhược Phi, tôi nhận được rất nhiều tin tình báo nói tình hình nơi này rất phức tạp, quân thù thường xuyên xâm lăng. Cô trấn thủ nơi này nên đương nhiên có quyền lực lớn nhất, tôi muốn nghe quan điểm của cô. Sắc mặt Kỷ Nhược Phi trở nên nặng nề, cô nhẹ nhàng gật đầu, đúng vậy, nơi này rất nguy hiểm, binh lính canh gác ở đây có tỷ lệ tử vong rất cao. Tôi đã ở đây nửa năm rồi, hầu như tất cả binh lính dưới quyền của tôi đều đã bị thay thế. Ở đây, hầu như ngày nào cũng có quân xâm lược. Kẻ thù của chúng ta không sợ chết và có sức chiến đấu rất mạnh. Ngô Bình, tôi nhớ rằng ải thần võ ban đầu được xây dựng bởi một quốc gia được gọi là Đế quốc Bốn Mùa. Vào thời điểm đó ải thần võ cũng gặp phải tình huống tương tự phải không? Kỷ Nhược Phi lắc đầu, rất nhiều thuộc hạ của tôi đều là cư dân của Đế quốc Bốn Mùa nên tôi đã hỏi họ. Dưới thời đại của Đế quốc Bốn Mùa, ải thần võ vài tháng mới xuất hiện quân địch xâm lăng một lần chứ những cuộc tập kích không dày đặc như bây giờ. Ngô Bình nheo mắt. Vậy cục diện này có vẻ càng thú vị rồi đây. Anh vừa nói xong thì chuông báo động vang lên, tiếng chuông gấp gáp báo hiệu lại có quân địch xâm lăng. Kỷ Nhược Phi ngay lập tức chạy ra cổng và ra lệnh cho binh lính dàn trận đón địch. Ngô Bình nhìn ra và thấy hàng trăm ngàn quân Man Di từ trong rừng đang cưỡi những con sói khổng lồ lao tới. Những kẻ Man Di này được trang bị đại đao, hành quân thần tốc như tia chớp nên chẳng mấy chốc chúng đã đến rất gần ải thần võ. Khai hỏa, Kỷ Nhược Phi dường như đã quá quen với cảnh tượng này nên ra lệnh tác chiến rất bình tĩnh. Tại ải thần võ, hàng ngàn khẩu pháo được xếp thành hàng, nhằm vào những kẻ Man Di tới xâm lược. Sau một loạt đạn pháo, mặt đất liên tục nổ tung, giết chết rất nhiều kỵ binh sói. Trong thời đại chiến tranh khói lửa ngày nay, một số loại pháo tiên thường bị hỏng hóc hoặc uy lực giảm đi rất nhiều. Ngược lại, loại pháo cổ này lại có thể gây sát thương cực lớn cho kẻ địch. Xạ thủ. Sau một loạt pháo, kỵ binh sói tiếp tục xông lên, tiến đến gần hơn và đi vào phạm vi sát thương của cung tên. Dây cung rung lên, mưa tên rơi xuống, một đám kỵ binh sói bị giết nhưng vẫn còn nhiều kẻ đang xông lên ải. Sức mạnh của những con sói khổng lồ thật đáng kinh ngạc, chúng có thể bay thẳng về phía những người lính chỉ với một cú nhảy vọt. Ngô Bình hừ lạnh một tiếng, vung tay phải lên, một bàn tay với đường kính khổng lồ từ trên cao giáng xuống. Không khí bị nén lại, hình thành sóng xung kích đáng sợ hướng về phía đám kỵ binh sói đang lao tới. Một tiếng nổ lớn vang lên,
dấu tay khổng lồ in trên mặt đất, toàn bộ kỵ binh sói trong phạm vi này đều hóa thành một đám máu thịt bầy nhầy. Bùm 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 bùm. Ngô Bình ngay lập tức xuất hàng trăm trưởng, bao phủ toàn bộ đám kỵ binh sói. Sau những tiếng động lớn, xương máu tràn ngập không khí, không một sợi lông sói nào còn sót lại tại hiện trường. Khi sương mù tan đi, mặt đất bị bao phủ bởi một tầng bùn đỏ tươi như máu, dày đến hơn hai ngón tay. Tất cả mọi người sửng sốt, sức mạnh thật khủng khiếp. Là ai mà mạnh đến vậy? Chương 4849 Mị Cơ nhận lệnh. Kỷ Nhược Phi cũng rất ngạc nhiên, cô ấy nói, Huyền Bình, sức mạnh của tôi 10 phần còn sót lại không nổi một phần. Nhưng anh thì khác, có vẻ như anh đã mạnh hơn trước rất nhiều. Ngô Bình, những kẻ man di này không có lý do gì để xông qua quan ải mỗi ngày. Tôi muốn xem ai đứng sau chúng. Kỷ Nhược Phi ngạc nhiên, ý anh là có kẻ nào đó đứng sau giật dây. Ngô Bình, nhất định phải có. Tôi sẽ ở lại đây một thời gian, cho đến khi kẻ giật dây phía sau không thể không ra tay. Kỷ Nhược Phi mỉm cười và nói, bình thường chúng tôi đẩy lùi kẻ thù xâm lược, thương vong của đối thủ là có hạn. Vì vậy chúng mới có thể tấn công thường xuyên. Lần này thì khác, anh đã giết tất cả bọn chúng chỉ trong vài chưởng, làm sao anh có thể làm được như vậy? Ngô Bình, có như vậy thì kẻ đứng sau mới mất bình tĩnh. Trong rừng, có một người cây khổng lồ. Phần lớn cơ thể nó chôn dưới đất, chỉ lộ ra một phần ba cơ thể trên mặt đất. Trên đỉnh đầu nó là một người đàn ông mặc đồ đen, tay cầm một cây sáo, dương đôi mắt xanh nhìn chằm chằm về hướng ải thần võ. Quỳ trước mặt hắn là mấy con quái vật giống vượn, có răng nanh, móng vuốt và đôi mắt đỏ như máu. Người áo đen khẽ nhíu mày, người này một trưởng giết 150.000 kỵ binh sói, rốt cuộc hắn là ai? Sức mạnh này, ít nhất là cao thủ cấp đạo tôn. Cái đầu khổng lồ của người cây khẽ lắc, nói có cao thủ như vậy chấn giữ, chỉ e kế hoạch thu hút quân đội đế quốc thiên võ của chúng ta có thể không thể thực hiện được. Người áo đen nói, kế hoạch của chúng ta đã thành hiện thực, thiên võ phái cao thủ như vậy tới canh giữ ải thần võ, chứng tỏ bọn chúng rất lo lắng về tình hình hiện tại. Hắn ta suy nghĩ vài giây rồi nói, Mị Cơ, hãy nghĩ cách để giết kẻ này. Nếu chúng ta xử lý được hắn, đế quốc thiên võ chắc chắn sẽ không thể ngồi yên và gửi một đội quân lớn để tấn công. Đến lúc đó, chúng ta sẽ có biện pháp để tiêu diệt đế quốc thiên võ. Một luồng khói màu tím bay ra từ lá cây, ngưng tụ thành một mỹ nữ giữa không trung. Cô gái này đầu quấn khăn voan màu tím, mặc váy hoa oải hương. Cô gái cung kính cúi đầu, Mị Cơ nhận lệnh. Phía trên ải thần võ, Kỷ Nhược Phi hỏi, Huyền Bình, cứ như vậy mãi cũng không phải cách. Có lẽ chúng ta nên phái quân đi đánh chiếm toàn bộ khu vực bên ngoài quan ải. Ngô Bình lắc đầu, kỳ thực trước khi tới đây, tôi đã cho người điều tra qua. Nơi này từ xưa đến nay chưa từng có vương triều nào cai trị, chứng tỏ tình hình bên ngoài quan ải rất phức tạp. Nếu muốn chiếm cứ nơi này, nhất định phải trả một cái giá rất đắt. Hơn nữa cái giá phải trả này đã khiến cho các triều đại trước đây thậm chí không còn hứng thú với mảnh đất này, lại càng không muốn cai trị nó. Kỷ Nhược Phi, đúng vậy, nơi quỷ quái này chắc chắn có thứ gì đó không dễ đối phó. Ngô Bình cười nói, Nhược Phi, muốn đối phó với bọn chúng nhất định phải dùng thủ đoạn cao minh. Man tộc ở đây đều thờ phụng vật tổ, đúng không? Kỷ Nhược Phi gật đầu, đúng vậy. Vật tổ là cách để đám man di này giao tiếp với những sinh vật mạnh mẽ, đó cũng là cách để chúng thu thập sức mạnh và tu luyện. Chương 4850 có thể cho tôi xem vật tổ trên người ông không? Nói đến đây, Kỷ Nhược Phi như chợt nghĩ đến điều gì đó và nói, nhân tiện, có một ông cụ ở đây. Khi còn trẻ, ông ấy đã bị bắt và sống ở những bộ lạc đó hơn 10 năm nên hiểu biết về những bộ lạc đó hơn những người khác rất nhiều. Ngô Bình, ồ, gọi ông ấy tới đây đi. Chẳng mấy chốc, một ông già ngoài 80 được đưa đến trước mặt Ngô Bình. Ông già này không có tu vi nhưng biết rất nhiều về các bộ lạc ở biên giới nên được ở lại đây và chu cấp rất nhiều tiền mỗi tháng. Ông lão thấy Ngô Bình là nhân vật tầm cỡ nên bước lên phía trước hành lễ vô cùng cung kính. Ngô Bình bảo ông lão ngồi xuống, cười hỏi, tên cụ là gì? Ông lão, tôi không có họ, khi còn trẻ người ta gọi tôi là Thạch Đầu. Bây giờ già rồi, mọi người lại gọi tôi là Lão Thạch Đầu.
Ngô Bình, lão Thạch đầu, nghe nói ông từng sống ở ngoài đó. Có thể nói cho tôi biết tình hình ở đó không? Lão Thạch đầu gật đầu, tôi sẽ trả lời bất cứ câu hỏi nào của cậu. Ngô Bình bèn sai người bưng đồ ăn và rượu lên, vừa uống rượu vừa trò chuyện với lão Thạch đầu. Lão Thạch đầu đã sống ở đó hơn 10 năm và đã đến nhiều bộ lạc. Tại mảnh đất cằn cỗi này, các bộ tộc bình thường duy trì hòa bình. Qua nhiều năm, các bộ tộc lớn nhỏ đều đã thông qua con đường hôn nhân và buôn bán để đạt đến sự cân bằng nhất định, xung đột rất ít khi xảy ra. Ông ta nói vật tổ của bộ tộc rất thần bí. Họ dùng nó để giao tiếp với lực lượng mạnh mẽ của một thời không khác. Đây là một phương thức mượn ngoại lực do tổ tiên họ vô tình phát hiện ra. Lão Thạch đầu nói rằng hầu như tất cả các bộ lạc ở đây đều có vật tổ của riêng họ. Vật tổ có thể ban cho họ sức mạnh vô hạn nhưng sức mạnh thể chất con người có thể chịu đựng được là có hạn. Cho nên, các bộ tộc người chỉ có thể thu được một phần nhỏ sức mạnh. Tất nhiên, một số người có tài năng phi thường sẽ có được nhiều sức mạnh hơn và từ đó trở thành những người mạnh nhất trong bộ tộc. Những người này thường trở thành thủ lĩnh của họ. Ngoài ra, những người trong bộ lạc cũng đã phát triển một hệ thống các phương pháp tu luyện để cải thiện thể chất và tiềm năng của họ nhằm hấp thụ được nhiều sức mạnh hơn. Ngô Bình hỏi lão Thạch đầu, trong bộ lạc, mọi người đều có thể sử dụng sức mạnh của vật tổ sao? Lão Thạch đầu, về cơ bản thì có thể. Tuy nhiên, do sự khác biệt về thể chất, hầu hết mọi người chỉ có thể thu được sức mạnh rất nhỏ bằng cách vẽ vật tổ lên người, chỉ một số ít người có thể tích trữ sức mạnh này trong cơ thể. Trong số đó, những người mạnh mẽ nhất có thể lợi dụng sức mạnh của vật tổ để thay đổi bản thân, trở nên càng ngày càng mạnh mẽ. Ngô Bình suy nghĩ một chút rồi nói, lão Thạch đầu, ông từng thử qua sức mạnh của vật tổ chưa? Lão Thạch đầu gật đầu, kỳ thực hiện tại tôi vẫn có thể sử dụng sức mạnh của vật tổ, nhưng tôi thuộc số đông nên sức mạnh có thể sử dụng rất yếu. Tuy nhiên, dù là như vậy nhưng một khi mượn được sức mạnh của vật tổ thì trục thanh niên cũng không thể đến gần tôi. Ngô Bình cười nói, có thể cho tôi xem vật tổ trên người ông không? Lão Thạch đầu cười đáp, được, vậy xin đừng chê cười. Chương 4851 cậu muốn làm gì, giết bọn họ sao? Lão Thạch đầu đứng dậy và cởi áo ra. Trên ngực ông ta có vẽ một khuôn mặt trông rất kỳ quái, xung quanh là hoa văn hình ngọn lửa. Lão Thạch đầu bắt đầu hát bài chiến ca, sau đó rơi vào trạng thái tập trung cao độ. Vật tổ trên ngực sáng lên và từ lão Thạch đầu tỏa ra một luồng khí uy nghiêm. Ngô Bình quan sát lão Thạch đầu thật kỹ rồi mở mắt thấu thị. Anh nhìn thấy một tia sáng nhỏ xuất hiện phía trên đầu của lão Thạch đầu và một luồng sức mạnh từ tia sáng này đang chảy vào cơ thể ông ta. Chính vì sự xuất hiện của sức mạnh này mà lão Thạch đầu đã trở nên khác biệt so với trước đây. Ngô Bình đột nhiên vươn tay chộp lấy khiến tia sáng này đứt đoạn, một tia năng lượng rơi vào trong tay anh. Khi tia năng lượng này đi vào trong cơ thể, anh lập tức có cảm giác quen thuộc, trong mắt anh hiện lên vẻ kinh ngạc. Kỷ Nhược Phi, Huyền Bình, anh thấy thế nào? Ngô Bình, nếu tôi không nhầm, sức mạnh của vật tổ này phải đến từ vũ trụ chính. Tuy nhiên, do khả năng liên lạc yếu, nó đã bị pha loãng và số lượng rất ít. May mắn thay, sức mạnh này đã giảm đi rất nhiều lần, nếu không lão Thạch đầu sẽ không chịu nổi, dễ dàng nổ tung mà chết. Kỷ Nhược Phi, xem ra đó thực sự là năng lượng từ vũ trụ chính. Những vật tổ này thật không đơn giản. Ngô Bình hỏi lão Thạch đầu, ai cũng có thể hấp thụ năng lượng của vật tổ phải không? Lão Thạch đầu toàn thân run lên, hơi thở dần dần yếu đi, sau đó nói, cần phải tu luyện, có truyền thừa và khẩu quyết. Ngô Bình, ông có thể cho tôi biết truyền thừa và khẩu quyết mà ông biết không? Lão Thạch đầu gật đầu, đương nhiên. Sau đó, ông ta hướng dẫn Ngô Bình một lần, sau khi nghe xong anh cảm thấy nó không khó. Vì vậy, anh vẽ một vật tổ tương tự lên ngực mình, sau đó điều chỉnh hơi thở và tập trung tinh thần. Đồng thời, anh sử dụng đạo thần để biến ra một hóa thân, ngồi thiền trong vũ trụ của mình và sùng bái vật tổ một cách thành kính. Dần dần, một tia năng lượng to bằng ngón tay xuất hiện trên đỉnh đầu Ngô Bình. Đầu kia của luồng năng lượng như thể đến từ hư không. Một luồng năng lượng từ vũ trụ chính chậm rãi rót vào trong cơ thể anh. Ngô Bình có thể cảm thấy rằng năng lượng này đã bị pha loãng hàng trăm lần so với ban đầu. Tuy nhiên,
cơ thể của anh không thay đổi nhiều mà năng lượng hấp thụ được tích hợp trực tiếp vào vũ trụ của anh. Lúc này, Ngô Bình phát hiện ra rằng vật tổ thực ra là một phương thức liên lạc và cần một số kỹ thuật đặc biệt để kích hoạt nó. Vật tổ vẫn đang hoạt động, anh mở mắt ra và hỏi Lão Thạch Đầu, ông có còn liên lạc với bộ lạc mà ông đã ở trước đây không? Lão Thạch Đầu có chút lo lắng, Ngô Bình nói, đừng sợ, tôi chỉ muốn thông qua ông để đi tìm bộ lạc đó thôi. Lão Thạch Đầu, cậu muốn làm gì, giết bọn họ sao? Ngô Bình lắc đầu, tôi không muốn giết người, tôi chỉ có hứng thú với vật tổ. Lão Thạch Đầu chần chừ một chút rồi nói, tôi có thể dẫn cậu đi, kỳ thực mấy năm trước tôi cùng một số thương đội hợp tác, cùng các bộ tộc ở Biên Cương làm vài phi vụ buôn bán nhỏ. Ngô Bình, ô, người bên kia cũng cần hàng hóa của ta sao? Lão Thạch Đầu, đương nhiên, dù sao bọn họ tương đối lạc hậu, cần sắt, đồ sứ, vải vóc và những thứ tương tự. Đương nhiên, chúng ta cũng có thể mua một ít đặc sản như gia thú cùng dược liệu từ chỗ bọn họ. Ngô Bình nói với Kỷ Nhược Phi, đi tìm giúp tôi một thương đội đi, tôi muốn sang bên đó một chuyến. Chương 4852 Những sinh vật trong cấm địa đó là gì? Kỷ Nhược Phi gật đầu, được, tôi sẽ cử người đi làm ngay. Anh lại nói với Lão Thạch Đầu, phiền ông dẫn đường. Đến lúc đó tôi sẽ trà trộn vào trong thương đội. Lão Thạch Đầu nói, nhưng đại nhân, các bộ lạc này rất nguy hiểm. Cho dù là có tôi ở đó cũng không thể bảo đảm 100% an toàn. Ngô Bình, chuyện này thì ông cứ yên tâm, tôi chắc chắn có thể bảo đảm mọi người được an toàn. Đương nhiên, sau khi việc thành, tôi sẽ cho ông một khoản tiền lớn để ông an nhàn hưởng thụ tuổi già. Nghe xong lời này, Lão Thạch Đầu cắn răng nói, được. Tôi sẽ đi cùng đại nhân. Rất nhanh sau đó, sau khi biết tin có cao thủ bảo vệ và người dẫn đường giàu kinh nghiệm như Lão Thạch Đầu thì lập tức có một thương đội địa phương nhận đi chuyến này. Vì vậy, đêm hôm đó, một thương đội gồm 10 cỗ xe và hơn 50 người đã lên đường. Xe ngựa chủ yếu dùng để kéo người, hàng hóa thì xếp vào trong pháp khí chứa đồ, tất cả đều ở trên người Ngô Bình. Chủ nhân của thương đội là một người đàn ông trung niên tên là Lý Quý Thành, ông ta có nhiều năm kinh nghiệm đi buôn và đã vài lần ra vào biên ải để kinh doanh. Tuy nhiên, mấy năm nay loạn lạc, ông ta không dám đi lại như xưa nữa. Lý Quý Thành không biết thân phận của Ngô Bình mà chỉ biết anh là cao thủ có thể bảo vệ bọn họ nơi biên cương hỗn loạn nên gọi Ngô Bình là Ngô Tiêu Sư. Đoàn xe chậm rãi đi về hướng khu rừng, Lão Thạch Đầu nói. Bên ngoài biên cương nguy hiểm nhất chính là khu rừng này, chỉ cần xuyên qua rừng rậm, phía sau sẽ an toàn hơn. Lý Quý Thành hỏi, Ngô Tiêu Sư, tôi nghe người của tôi nói cậu là đệ nhất tiêu sư của đế quốc Thiên Võ. Ngô Bình gật đầu, đương nhiên, trên đời này không có món hàng nào mà tôi không bảo vệ được. Lý Quý Thành gật đầu, vậy cũng tốt, trong rừng rậm phía trước có một tộc ăn thịt người. Đến khi gặp phải bọn chúng. Nhất định phải nhờ Ngô Tiêu Sư bảo vệ. Ngô Bình hỏi, Lão Thạch Đầu, ông có biết bộ tộc ăn thịt người này không? Bọn họ có vật tổ không? Lão Thạch Đầu có. Vật tổ của bộ tộc ăn thịt người là một con quái vật hai đầu rất hung ác. Ngô Bình, Lão Thạch Đầu, trong lịch sử hình như không có triều đại nào chiếm đóng biên giới, ông có biết lý do không? Lão Thạch Đầu, đó là bởi vì nơi đây có một số vùng cấm địa. Và đôi khi có những sinh vật rất đáng sợ đi ra khỏi cấm địa. Tôi nghe các trưởng lão nói rằng đã từng có một triều đại rất hùng mạnh, được thần tộc hậu thuẫn và lãnh thổ của nó chiếm gần một nửa lục địa hồng hoang. Nhưng một quốc gia như vậy cuối cùng đã bị hủy diệt bởi sinh vật ở trong cấm địa, toàn bộ hoàng tộc đã chết trong một đêm. Ngô Bình, những sinh vật trong cấm địa đó là gì? Lão Thạch Đầu lắc đầu, không ai biết, người biết đều đã chết cả rồi. Nói đến đây, ông ta nói, nhân tiện, có một khu cấm địa trong khu rừng này. Ngô Bình nói, chúng ta đi ngang qua cấm địa đi, tôi đi xem một chút. Lão Thạch Đầu cả kinh, không dám chấm cây SU vực cấm địa quá nguy hiểm sẽ mất mạng. Ngô Bình cười nói, đừng sợ, mọi người có thể đi phía xa. Đang nói thì đoàn xe đã đi vào rừng. Trong rừng, khắp nơi có thể nghe thấy tiếng dã thú. Trong bóng tối. Vô số ánh mắt đều dán chặt vào đoàn người Ngô Bình. Chương 4853 vật tổ này rất lớn.
Trong rừng chỉ có những con đường ngoằn ngoèo, cỏ dại mọc tùm, đoàn xe di chuyển chậm chạp. Đi được chừng 10 dặm, một con lợn rừng to cao hơn 3 mét từ bên đường lao ra. Thân nó dài hơn 10 mét, hai mắt đỏ rực, lao thẳng về phía đoàn xe của Ngô Bình. Cút! Ngô Bình hét lên, màng nhĩ của con lợn rừng lớn bị sóng âm đáng sợ xuyên thủng, nó hét lên một tiếng, quay đầu bỏ chạy. Nhưng sau khi chạy đến bên đường, nó lập tức ngã thẳng xuống đất, máu phun ra từ lỗ chân lông, nơi bị sóng âm của Ngô Bình làm bị thương. Ngay sau đó, hai bên truyền đến tiếng hú hét kỳ quái, một đám người man dợ ăn mặc kỳ dị lao ra. Bọn họ đều cầm vũ khí, trên người có xăm hình một con quái vật hai đầu. Những kẻ ăn thịt người. Lão Thạch đầu kêu lên, nét mặt trở nên khó coi. Lý Quý Thành vẫn bình tĩnh như không, Ngô Tiêu Sư, cậu có thể đối phó với bọn chúng không? Ngô Bình cười nói, chuyện nhỏ. Anh nhẹ nhàng nhảy xuống và đáp xuống trước mặt đám người. Thủ lĩnh của những kẻ ăn thịt người vung thanh đao trong tay lên để đâm anh. Ngô Bình chộp lấy lưỡi đao rồi lật tay lại, dùng chính thanh đao đó chém đầu đối phương. Những kẻ ăn thịt người còn lại vô cùng kinh ngạc nhưng cũng nhanh chóng lao lên và bị Ngô Bình hạ gục trong chớp mắt. Sau đó, thần niệm của anh lập tức thu hồi ký ức của đám người này về vật tổ và tiếp thu một số phương pháp tu luyện. Nhóm người bị rút mất ký ức đều bất tỉnh, Ngô Bình liền trở lại xe tiếp tục lên đường. Lý Quý Thành vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, sức mạnh của Ngô Tiêu Sư quả là khiến người ta kinh ngạc. Ngô Bình nhắm mắt lại, vẽ vật tổ hình một con quái vật hai đầu trong vũ trụ lên cơ thể mình, sau đó sử dụng phương pháp tu luyện của bộ lạc ăn thịt người để hấp thụ năng lượng. Chẳng mấy chốc, một luồng năng lượng dày cỡ sợi dây thường xuất hiện trên đầu anh và đi vào vũ trụ của anh. Anh nhận thấy rằng phương pháp của bộ lạc ăn thịt người có tác dụng hơn phương pháp của lão Thạch đầu một chút và hấp thụ được nhiều năng lượng hơn. Sau đó, anh đã tạc hình vật tổ lên một hành tinh trong vũ trụ của mình. Vật tổ này rất lớn, chiếm hơn một nửa diện tích của hành tinh. Sau đó, vật tổ sáng lên, một chùm sáng dày đặc xuất hiện trong vũ trụ của Ngô Bình và chiếu vào vật tổ. Mắt Ngô Bình sáng lên, xem ra chỉ cần phương pháp chính xác, những thứ không phải sinh linh cũng có thể hấp thu năng lượng từ vũ trụ chính. Chùm ánh sáng dày đặc này chỉ bị pha loãng khoảng 1/10 nên năng lượng của nó vô cùng mạnh mẽ, lần lượt rót vào vũ trụ của Ngô Bình và anh đã dùng nó để thắp sáng rất nhiều ngôi sao trong đó. Trước đây, anh đã thắp sáng hầu hết các ngôi sao, nhưng một số chỉ sáng mờ. Cho nên, anh tận dụng cơ hội này để thắp sáng tất cả chúng. Sau đó, anh sử dụng phương pháp tương tự. Các vật tổ được lão Thạch đầu truyền dạy lên hành tinh thứ hai, một cột sáng dày đặc lại xuất hiện trong vũ trụ của anh. Hai loại năng lượng liên tục tiến vào khiến Ngô Bình cảm thấy thực lực của mình càng ngày càng mạnh. Sau khi đi thêm một đoạn đường nữa, từ ký ức của những kẻ ăn thịt người, anh biết rằng đi thêm một đoạn về bên trái là khu cấm địa trong rừng, vì vậy anh quyết định đến đó để xem. Anh nói với Lý Quý Thành và lão Thạch đầu, tôi ra bên kia đi dạo một lát. Mọi người ở yên đây chờ tôi. Chương 4854 thật là cản trở giao thông. Sau khi xuống xe và đi về phía bên trái một đoạn, anh nhìn thấy trước mặt xuất hiện một kết giới năng lượng rất mạnh. Khi anh ấn tay lên tấm bình phong, một luồng sức mạnh dao động kịch liệt. Sức mạnh này mạnh đến mức các tu sĩ bình thường sẽ bị nổ tan xác ngay lập tức. Ngô Bình không dừng lại mà dùng sức ấn xuống. Rắc. Một âm thanh đanh gọn vang lên, kết giới vỡ tan và để lộ ra một thế giới khác. So với rừng rậm âm u bên ngoài, phía sau kết giới là khung cảnh núi xanh nước biếc, tràn ngập linh khí. Ngay khi Ngô Bình nhìn sang thì một bóng người từ trên trời giáng xuống. Người tới là một thanh niên môi đỏ răng trắng, ăn mặc như người địa cầu, đầu húi cua. Thanh niên ánh mắt thâm sâu khó dò, lạnh lùng hỏi, anh vừa phá kết giới. Ngô Bình, đúng, nó chặn đường của tôi. Thanh niên kia cười lạnh một tiếng, anh biết đây là nơi nào không? Ngô Bình, thấy bên trong phong cảnh hữu tình, tôi muốn đi xung quanh thăm thú. Thanh niên kia tức giận cười lạnh, đi thăm thú. Anh cho rằng đây là vườn nhà anh sao? Ngô Bình, làm sao, không được phép đi vào sao? Thanh niên, có gan thì vào đi. Ngô Bình mỉm cười rồi bay lên.
Thanh niên kia cũng nhanh chóng làm theo. Anh nhìn thấy cách đó không xa có một ngọn núi, trên núi có rất nhiều kiến trúc nhưng nhìn như sắp đổ xuống dưới. Ngay khi anh bay qua đỉnh núi, một đạo kiếm quang bay ra từ ngọn núi và tấn công anh. Ngô Bình vươn tay ra, biến ra một bàn tay khổng lồ để chộp lấy đạo kiếm quang. Anh vừa nắm lấy nó, đạo kiếm quang liều mạng vùng vẫy trong lòng bàn tay nhưng dù thế nào cũng không thoát ra được. Sau đó trong núi có người lạnh lùng nói, ai tới? Ngô Bình thờ ơ đáp, đi ngang qua. Mời xuống đây nói chuyện, đối phương rõ ràng nhận ra Ngô Bình không dễ bắt nạt, cho nên lịch sự nói. Ngô Bình ném đạo kiếm quang đi, nó nhanh chóng quay trở lại đỉnh núi. Người thanh niên phía sau mặt cũng đanh lại, bởi anh ta biết người vừa phóng kiếm quang chính là Tam Ca của mình, mà kiếm pháp của Tam Ca là mạnh nhất ở đây. Thế mà người trước mặt anh ta đã bắt được kiếm quang của Tam Ca bằng một tay. Ngô Bình cùng người thanh niên đáp xuống một cái đình viện. Một thanh niên đang đứng trong đình viện, trên ngón tay có một tia kiếm quang. Người này đường nét trên gương mặt rõ ràng, ánh mắt trong trẻo, có khí phách anh hùng, thoạt nhìn khiến người ta có thiện cảm. Tuy nhiên, người đàn ông này vừa rồi định giết anh bằng kiếm quang nên Ngô Bình không có hảo cảm với anh ta. Người thanh niên chắp tay, ỷ thiên cảnh, lục thiên tường, xin hỏi đạo hữu vì sao muốn phá kết giới của nơi này? Ngô Bình, đang yên đang lành lại bày ra kết giới này làm gì, thật là cản trở giao thông. Lục Thiên Tường cau mày nói, nếu đạo hữu cố tình gây sự thì cũng đừng trách chúng tôi không khách sáo. Ngô Bình cười lạnh, không khách sáo. Vừa rồi anh còn muốn dùng kiếm quang giết tôi, còn có việc gì lỗ mãng hơn việc này sao? Không phải bởi vì không giết được tôi nên mới chịu nói chuyện với tôi hay sao? Lục Thiên Tường sắc mặt có chút khó coi, đáp anh bạn. Anh có biết phá kết giới sẽ ảnh hưởng như thế nào đến ỷ thiên cảnh không? Chương 4855 10 cao thủ đã hy sinh tu vi là gì? Ngô Bình, có thể có ảnh hưởng gì? Người thanh niên lạnh lùng đáp, tái tạo kết giới ít nhất cần 3 ngày. Trong 3 ngày này, quái vật từ trong lòng đất rất có thể sẽ lao ra, sức mạnh của nó sẽ tăng lên vô hạn. Nếu như nó ra khỏi kết giới thì cho dù có là cao thủ cấp vũ trụ cũng không có cách nào áp chế được. Ngô Bình hơi ngạc nhiên, hỏi quái vật dưới lòng đất. Người thanh niên đáp, sự tình đã đến nước này, nói cho anh biết cũng không sao. Sự tồn tại của ỷ thiên cảnh chúng tôi chính là để ngăn cản yêu ma dưới lòng đất chui ra khỏi lồng giam. Ngô Bình, anh có thể giải thích kỹ hơn một chút không? Lục Thiên Tường, có một con ác ma bị phong ấn dưới lòng đất, nó đến từ vũ trụ chính. Lúc đầu... Thần tộc và tiên tộc đã hợp tác với nhau để trấn áp nó ở đây và phải trả một cái giá rất lớn. Sau đó, họ để lại 10 người cao thủ ở đây để trấn áp nó mãi mãi. Ngô Bình, nói vậy thì hai người đều là truyền nhân của 10 cao thủ đó sao? Lục Thiên Tường, đúng vậy. 10 cao thủ đã lần lượt hy sinh. Chúng tôi là hậu duệ, sẽ kế thừa di sản và đàn áp ác ma ở bên dưới mãi mãi. Ngô Bình, trấn áp thì cũng đã bị trấn áp, tại sao còn có thể thoát ra? Lục Thiên Tường, đại trận trấn áp đều có sơ hở, cứ cách vài canh giờ sẽ có khe hở rất nhỏ, cách vài năm sẽ có khe hở khá lớn, ngàn năm sẽ có khe hở rất lớn. Hóa thân của yêu ma này có thể thông qua khe hở để chạy trốn. Mặc dù chỉ là hóa thân, nhưng nó cũng rất lợi hại, không tu sĩ bình thường nào có thể chống lại nó. Ngô Bình, ma quỷ đến từ vũ trụ chính. Nó là thực thể hay linh hồn? Lục Thiên Tường nhìn anh đáp, xem ra anh bạn cũng hiểu đôi điều về vũ trụ chính. Ngô Bình, đương nhiên, sự lĩnh ngộ của tôi đối với vũ trụ chính có thể không kém gì anh. Lục Thiên Tường gật đầu và nói, yêu ma này là một tu sĩ tà đạo đến từ vũ trụ chính, khi nó tiến vào vũ trụ phụ, cơ thể vật chất của nó đã bị hủy hoại, nhưng nguyên thần của nó vẫn còn. Ngô Bình nhíu mày, tu sĩ từ vũ trụ chính sao? Ở vũ trụ chính, nó là tu sĩ cấp mấy? Lục Thiên Tường, tôi cũng không biết, đúng rồi, sự ra đời của ma tộc bên ngoài có liên quan đến nó. Ngô Bình suy nghĩ một chút, sau đó nói, có lẽ tôi có thể giúp anh nghĩ cách. Thanh niên kia cười lạnh một tiếng, giúp chúng tôi nghĩ cách. Anh cho rằng anh là ai chứ, thiên thánh chắc? Ngô Bình cười nói, sao anh biết tôi là thiên thánh hay vậy? Thanh niên kia sửng sốt, lắp bắp hỏi anh,
anh thực sự là thánh nhân? Lục Thiên Tường cũng nghiêm mặt lại rồi hỏi, xin hỏi, các hạ đang ở cảnh giới nào của thiên thánh? Ngô Bình liếc nhìn Lục Thiên Tường, đáp, cảnh giới thiên thánh của tôi có liên quan gì tới anh sao? Lục Thiên Tường vẻ mặt ngượng ngùng, nói, tôi hỏi cái này bởi vì nếu như anh có thể đạt tới thiên thánh cảnh giới 3 hoặc cảnh giới 3 trở lên là có thể dễ dàng trấn áp hóa thân của yêu ma. Ngô Bình có thể nhận ra đối phương đang muốn nhờ anh giúp đỡ, anh hỏi, 10 cao thủ đã hy sinh tu vi là gì? Lục Thiên Tường, 10 vị tiên tổ đều có thực lực trên thiên thánh cấp 3. Nhưng khi đó yêu ma đang ở giai đoạn đầu bị trấn áp, năng lượng của nó rất mạnh mẽ, hóa thân cũng rất lợi hại, cho nên tổ tiên của chúng tôi lần lượt hy sinh. Ngô Bình suy nghĩ một chút rồi đáp, nếu con ác ma này muốn ra ngoài làm bậy, tôi đương nhiên sẽ giúp hai người. Lục Thiên Tường vội vàng chắp tay nói, các hạ quả là đại nhân đại nghĩa. Tôi còn chưa được biết danh tính của các hạ. Ngô Bình, Lý Huyền Bình. Chương 4856 không ai biết. Lục Thiên Tường, Lý Thiên Thánh, sau này liệu chúng tôi có thể nhờ anh ra mặt để giết hóa thân yêu ma vào thời điểm quan trọng không? Ngô Bình, được, chỉ cần anh cần, tôi nhất định sẽ giúp, dù sao yêu ma này cũng không phải thứ tốt lành gì. Lục Thiên Tường và người thanh niên kia vui mừng khôn xiết, vội vã hành lễ để bày tỏ lòng biết ơn. Ngô Bình khoát khoát tay, không cần cảm ơn tôi trước, khi tới đây tôi phát hiện ra bên ngoài có một số vật tổ. Những vật tổ này tựa hồ có thể hấp thu năng lượng từ vũ trụ chính, các anh có biết nguyên nhân tại sao không? Lục Thiên Tường, chuyện này tôi cũng biết sơ sơ, yêu ma tiến vào vũ trụ phụ tựa hồ là muốn tìm thứ gì đó. Đồng thời, trên người chúng cũng có bảo vật, có tác dụng liên lạc giữa vũ trụ chính và vũ trụ phụ, chuyển đổi thời không. Mắt Ngô Bình sáng lên, liên lạc với vũ trụ chính sao? Cho nên, những vật tổ này, kỳ thực có quan hệ với bảo vật kia sao? Lục Thiên Tường gật đầu, những vật tổ này thông qua trường năng lượng của bảo vật đó để gián tiếp mở ra đường dẫn tới vũ trụ chính, sau đó chuyển năng lượng xuống. Vậy anh có biết đám yêu ma này đang tìm cái gì không? Lục Thiên Tường lắc đầu, không ai biết. Ngô Bình tiếp tục hỏi, gần đây hình như không chỉ có một cấm địa, những cấm địa khác có liên quan tới hai người không? Lục Thiên Tường, cấm địa đều thuộc về ỷ thiên cảnh, bởi vì hóa thân của yêu ma có thể thông qua 10 cửa để thoát ra, 10 lão tổ tiên của chúng tôi cũng lần lượt trấn áp các cửa thoát này. Ngô Bình, thì ra hai người là người một nhà, mỗi người đều là hậu duệ của một trong số các cao thủ đó. Lục Thiên Tường, đúng vậy, chúng tôi đến từ cùng một đại gia tộc. Ngô Bình gật đầu, hai người một lòng kiên trì trấn giữ nơi này, tôi rất khâm phục. Lục Thiên Tường, Lý Thiên Thánh, mời vào trong nhà nói chuyện. Sau khi được mời vào nhà, Ngô Bình chợt nghĩ đến đoàn người ở bên ngoài, nói tôi phải dẫn thương đội của mình vào đây trước, ở bên ngoài rất nguy hiểm. Người thanh niên nói, Lý Thiên Thánh, để tôi đi cho. Ngô Bình gật đầu, được, anh nói với họ, đừng lo lắng, cứ đợi tôi đã. Được. Sau khi người thanh niên đi khỏi, Ngô Bình nói, anh có thể trấn áp ma quỷ, xem ra sức mạnh của anh cũng không yếu hơn tổ tiên của anh. Lục Thiên Tường khẽ thở dài, chúng tôi kém xa so với tổ tiên. Cũng may, chúng tôi so với họ có thêm một ưu điểm là có thể nhờ vật tổ trợ giúp. Chúng tôi có thể hấp thu năng lượng của vũ trụ chính để tăng sức mạnh. Cho nên mặc dù tu vi không cao, nhưng nếu có trợ lực thì sức mạnh tổng thể không kém hơn tổ tiên. Ngô Bình, ồ, vậy là bọn anh có được vật tổ từ rất lâu rồi sao? Lục Thiên Tường, khi tổ tiên còn sống, báu vật kia không biết tại sao mà tỏa sáng và phóng ra 24 hình ảnh trên bầu trời. Thông qua việc lĩnh hội 24 hình ảnh này, chúng tôi mới có thể hấp thụ năng lượng của vũ trụ chính. Tuy nhiên, khi đó cũng có không ít sinh vật yếu ớt nhìn thấy những hình ảnh này, bọn họ vận dụng cách lý giải của mình để sáng tạo ra một vài phương pháp tu luyện. Đây chính là vật tổ mà anh biết. Có điều, những vật tổ này chỉ là bề ngoài, cũng không phải rất hữu dụng. Mắt Ngô Bình sáng lên, nói như vậy, anh có đầy đủ 24 hình ảnh vật tổ. Lục Thiên Tường gật đầu, đúng vậy. Lúc đầu, tổ tiên đã sử dụng bí pháp để ghi lại các hình ảnh đó. Chương 4857 anh đùa kiểu gì vậy? Ngô Bình, có thể cho tôi xem được không?
Lục Thiên Tường cười nói, Thiên Thánh muốn xem đương nhiên là được. Có điều, tôi có một thỉnh cầu. Ngô Bình trợn mắt, tôi đã đồng ý giúp anh trấn áp yêu ma, giờ còn điều kiện gì nữa? Lục Thiên Tường, Thiên Thánh tu vi cao thâm như vậy, tương lai có thể rời khỏi nơi này và đi tới vũ trụ chính. Ngô Bình chớp chớp mắt, sao anh biết tôi sẽ đi tới đó? Lục Thiên Tường, đây là con đường duy nhất để đi. Điểm đến cuối cùng của mỗi cao thủ cực mạnh trong lịch sử đều là vũ trụ chính. Ngô Bình gật đầu, đúng, tôi đang có kế hoạch này. Lục Thiên Tường, chúng tôi tin rằng Thiên Thánh nhất định sẽ giúp chúng tôi, nhưng nếu một ngày nào đó anh rời đi thì chúng tôi nên làm thế nào? Ngô Bình, đã bao nhiêu năm trôi qua, hai người đều ở lại trấn giữ nơi này. Vậy mà hiện tại lại đột nhiên không nỡ để tôi đi. Lục Thiên Tường thở dài, nhưng đó là kết quả mà chúng tôi phải đánh đổi bằng vô số sinh mạng. Ngô Bình trầm mặc một lát, hỏi, anh cần tôi làm gì? Lục Thiên Tường nhìn anh, tôi hy vọng Thiên Thánh có thể cưới phụ nữ từ 10 gia đình của chúng tôi, sau đó để lại huyết thống của mình. Như vậy, cho dù sau này anh có đi đến vũ trụ chính, con cháu của anh vẫn là người của Ỷ Thiên Cảnh, sẵn sàng tiếp tục giúp đỡ chúng tôi trấn áp nơi này. Ngô Bình ngẩn người, vội vàng nói, anh đùa kiểu gì vậy? Lục Thiên Tường cười nói, xin Thiên Thánh đừng vội từ chối. Các cô gái của Ỷ Thiên Cảnh rất đẹp, họ không chỉ xinh đẹp mà còn có tư chất ưu tú, có cô gái sức mạnh không thua gì tôi. Nghe Lục Thiên Tường nói vậy, Ngô Bình bắt đầu lung lay. Đương nhiên, anh không bị mỹ nữ làm lung lay mà là bị suy nghĩ về việc trấn áp lâu dài yêu ma ở nơi này làm lung lay. Vì vậy, anh ho khan một tiếng nói, không cần vội. Dù sao tôi cũng chưa từng gặp họ, trước tiên hãy cho tôi xem 24 hình ảnh. Lục Thiên Tường mỉm cười và nói, vậy thì tôi sẽ đồng ý với Thiên Thánh. Xin hãy đi cùng tôi. Anh ta đưa Ngô Bình đến một cung điện, cổng cung điện được khóa chặt bằng một chiếc khóa đặc biệt. Lục Thiên Tường lấy chìa khóa ra, mở ổ khóa và dùng sức đẩy cửa ra. Sau cánh cửa là bóng tối. Chỉ có một hạt châu lơ lửng giữa không trung đang phát ra ánh sáng yếu ớt. Lục Thiên Tường, 24 hình ảnh đều ở trong hạt châu này. Tuy nhiên, người bình thường rất khó để quan sát 24 hình ảnh cùng một lúc, vì vậy chúng tôi đã thiết kế lại nơi này một chút. Đứng ở các khu vực khác nhau bên trong này thì chỉ có thể nhìn thấy một trong 24 hình ảnh. Ngô Bình đáp, làm thế nào để tôi có thể nhìn thấy tất cả các hình ảnh? Lục Thiên Tường đáp, đứng trên cái bục tròn màu vàng cuối cùng, anh có thể nhìn thấy toàn cảnh. Tuy nhiên, ngay cả tổ tiên của chúng tôi cũng không thể làm được, vì vậy kể từ khi tổ tiên của chúng tôi thử nó, không ai dám đứng trên đó. Mặc dù cảnh giới của Thiên Thánh cực cao, nhưng vẫn phải cẩn thận. Hình ảnh này có thể gây sát thương lớn cho con người, có người chịu không nổi mà bị thương nặng, thậm chí tử vong. Ngô Bình mỉm cười đáp, nếu không thử một lần thì tôi sẽ không từ bỏ. Nói rồi anh sải bước đi thẳng đến chiếc bục tròn màu vàng. Anh đứng trên bệ cao, hạt châu trong không khí đột nhiên chiếu ra một tia sáng màu, soi thẳng vào đôi mắt Ngô Bình. 24 hình ảnh lập tức xuất hiện trong mắt anh. Chúng đều là hình động, và đang có những thay đổi điều chỉnh rất nhỏ. Khi 24 hình ảnh này chiếu vào mắt, anh cảm thấy đạo thần của mình đang chịu một sức ép cực lớn. Anh thấy đầu váng mắt hoa, kéo theo cảm giác đau đớn và yếu ớt vô cùng tận. Chương 4858 tôi chỉ ghi lại những hình ảnh đó thôi. Ngô Bình nghiến răng, quyết không khuất phục, vũ trụ trong cơ thể anh bỗng sáng bừng lên. Anh vừa chống chọi lại hiệu ứng tiêu cực này, vừa dùng năng lực nhìn thấu vạn vật để quan sát. Nhờ đó, anh đã nhìn ra 24 hình ảnh này thuộc về một bức ảnh hoàn chỉnh. Nhưng thông tin của bức ảnh này quá phức tạp. Nhiều đến nỗi hạt châu không thể ghi lại toàn bộ mà chỉ có thể chia thành 24 phần và ghi lại riêng lẻ. Thế là Ngô Bình bắt đầu ghi lại 24 hình ảnh theo trình tự trong vũ trụ của mình. Ghi lại hình đầu tiên còn khá dễ, đến hình thứ hai đã khó hơn nhiều, mà càng về sau lại càng khó. Khi Ngô Bình ghi đến hình thứ 22, tất cả lỗ chân lông của anh đều chảy máu, trong mắt và tai cũng không ngừng có máu thấm ra. Ngoài cửa, Lục Thiên Tường nhìn thấy cảnh tượng này bèn thở dài, lẩm bẩm nói, không biết anh có thể nhìn thấy toàn bộ hay không. Cậu trai cũng quay lại, đứng ở đằng sau anh ba,
liệu anh ta có thành công không? Lục Thiên Tường đáp, có thể kiên trì lâu như vậy đã là hiếm thấy rồi. Anh chỉ sợ anh ta không biết lượng sức mà thử ghép hình lại. Cậu trai cả kinh, ghép lại ư? Không thể nào, tổ tiên từng nói, trừ phi là sự tồn tại của vũ trụ chính, bằng không sẽ không có bất kỳ tu sĩ nào làm được. Lúc này, Ngô Bình đã bắt đầu ghi lại hình thứ 23. Bước này rất khó, Ngô Bình cảm thấy ngay cả xương cốt của mình cũng kêu răng rắc, não bộ đau dữ dội. Nếu không nhờ anh sở hữu sức mạnh ý chí siêu phàm thì chắc chắn bây giờ đã kêu gào thảm thương. Ghi xong hình thứ 23, anh không dừng lại, tiếp tục ghi chép hình thứ 24. Bước này càng khó, bề mặt cơ thể anh bắt đầu xuất hiện hiện tượng nổ mạnh, khiến da thịt đều nứt toác, mạch máu, thần kinh, xương, cơ bắp, lần lượt bị tổn thương nặng nề. Nhưng lúc này có thể nhận ra sức sống của Ngô Bình lớn đến mức nào. Toàn bộ lực sinh mệnh mà anh hấp thụ trước đây đều được sử dụng vào giây phút này, cơ thể vừa bị hủy hoại vừa nhanh chóng hồi phục. Hơn nữa, nơi mới được phục hồi cũng được cải thiện, về cơ bản có thể thích ứng với sức ép mà anh đang phải gánh chịu. Chẳng mấy chốc, cơ thể của anh lại sinh trưởng thêm lần nữa. Lúc này, anh mới khắc họa được hình thứ 24. Khi 24 hình ảnh xuất hiện trong vũ trụ của Ngô Bình, vũ trụ hơi chấn động. Trong hư không, 24 cột ánh sáng cực kỳ to chiếu xuống. Năng lượng mà những cột ánh sáng này mang lại khác hẳn với năng lượng do vật tổ mang lại. Chúng không chỉ không bị pha loãng mà còn chứa đựng càng nhiều thông tin. Một lượng lớn năng lượng này rót vào vũ trụ của Ngô Bình, thắp sáng những ngôi sao còn lại, khiến cả vũ trụ sáng rực lên. Những năng lượng từ vũ trụ chính này cực kỳ mạnh mẽ và chứa đựng rất nhiều thông tin. Lượng thông tin này đã giúp Ngô Bình rất nhiều trong việc tìm hiểu về vũ trụ chính. Khi Ngô Bình vẽ ra 24 hình ảnh kia, ánh sáng trong hạt châu cũng biến mất. Nhìn thấy cảnh này, Lục Thiên Tường lộ vẻ hiếu kỳ, lớn giọng hỏi, Thiên Thánh đã lĩnh ngộ được mấy bức hình? Ngô Bình đi từ bệ xuống, nhẹ nhàng đáp, không hẳn là lĩnh ngộ. Tôi chỉ ghi lại những hình ảnh đó thôi. Lục Thiên Tường rất đỗi kinh ngạc, ghi lại toàn bộ 24 hình ư. Ngô Bình gật đầu nói, ở đây quả nhiên chứa đựng chí đạo. Lục Thiên Tường cười bảo, Thiên Thánh, tôi đã sai người thiết tiệc rồi. Đến lúc ấy, những cô gái xinh đẹp nhất của nhà họ Lục sẽ có mặt. Nếu anh ưng ý ai thì có thể thu nhận họ. Ngô Bình vội xua tay, chuyện này để sau đi. Tôi muốn đi xem nơi trấn áp ác quỷ trước. Chương 4859 thế thì làm phiền anh vậy. Lục Thiên Tường gật đầu, cũng được, mời Thiên Thánh theo tôi. Lần này, Lục Thiên Tường đưa Ngô Bình đến một hang ngầm khổng lồ với đường kính hơn 100 mét. Ven hang động được xây từ đá khổng lồ, cửa hang được che phủ bằng một tấm kim loại hoàn chỉnh, bên trên khắc rất nhiều phù văn cổ. Khi Ngô Bình đi đến trước hang ngầm, bên dưới đột nhiên vọng lên những tiếng gầm hét, tấm kim loại kêu lục cục, tựa như có hung vật nào đó muốn xông ra vậy. Lục Thiên Tường đã quen với điều này, đây là ma vật sinh ra bên cạnh ác quỷ, có hàng triệu con, bọn chúng cũng muốn xông ra. Ngô Bình quan sát một lúc rồi đột nhiên vươn tay ra, cánh tay xuyên qua tấm kim loại, mạnh bạo kéo một con ma vật ra. Ma vật này cao hơn 1 mét, hình dáng giống vượn, lớp vảy màu xám bao phủ toàn thân. Nó vừa ra ngoài đã toan cắn vào cánh tay Ngô Bình, nhưng đã bị một chưởng của anh đập vỡ sọ. Sau khi đánh chết ma vật, Ngô Bình quan sát nó thật tỉ mỉ rồi bảo, thực lực của ma vật này không yếu, ít nhất cũng tương đương với sức chiến đấu của đại đạo quân. Lục Thiên Tường khẽ thở dài, đúng vậy, nếu là hóa thân của ác quỷ thì thực lực càng mạnh, vượt xa những ma vật này. Ngô Bình chỉ tay một cái, một chàng trai áo trắng liền xuất hiện ngay bên cạnh, có ngoại hình y hệt anh. Anh nói, tôi để hóa thân ở lại đây, nếu có vấn đề gì, tôi sẽ xuất hiện ngay. Lục Thiên Tường cảm mừng, cảm ơn Thiên Thánh. Ngô Bình nói, có chuyện này cần thương lượng với anh Lục. Tôi muốn mở rộng đế quốc Thiên Võ đến vùng sát biên cương, thuần phục người dân địa phương ở đó. Đến lúc đó, hy vọng ỷ Thiên Cảnh có thể hỗ trợ. Lục Thiên Tường cười đáp, đã sớm đoán ra Thiên Thánh khí khái bất phàm, nếu tôi không đoán sai, có lẽ anh chính là đại đế Thiên Võ nhỉ? Ngô Bình gật đầu, phải. Lần này tôi đến đây chính vì muốn xem vùng biên cương.
Lục Thiên Tường nói, thật ra những bộ lạc này đều sẵn lòng nghe theo ỷ Thiên Cảnh. Chuyện này cứ giao cho tôi. Trong vòng 3 ngày, tôi đảm bảo tất cả bộ lạc đều sẽ thần phục đế quốc Thiên Võ. Ngô Bình cười bảo, vậy thì cảm ơn anh nhé. Có thể nói với họ rằng, đế quốc Thiên Võ tuyệt đối không ảnh hưởng đến tập quán sinh hoạt của họ. Sự sát nhập này phần nhiều là trên danh nghĩa thôi. Lục Thiên Tường đáp, đúng vậy. Ở đây không dễ quản lý, còn chẳng bằng giữ nguyên tập quán sinh hoạt vốn có. Ngô Bình nói tiếp, còn một chuyện nữa. Gần đây thường có bộ lạc của biên cương tấn công ải thần võ, nhất định là có nguyên nhân gì đó. Lục Thiên Tường ngẫm nghĩ rồi đáp, chuyện này thì tôi không rõ. Nhưng tôi có thể cử người đi nghe ngóng dò la. Ngô Bình bảo, thế thì làm phiền anh vậy. Lục Thiên Tường cười nói, Thiên Thánh khách sáo quá. Sau đó Ngô Bình được mời đến một đại điện, trong điện đã bày tiệc rượu. Ngoại trừ 4 nam tu sĩ, còn lại đều là những cô gái trẻ trung xinh đẹp, tổng cộng có 12 người. Ngô Bình biết Lục Thiên Tường có ý định gì, làm vậy thật ra cũng chỉ để yên tâm mà thôi. Một cô gái xinh đẹp sở hữu đôi mắt rất linh động, mặc áo váy đỏ, cười hỏi anh, Thiên Thánh, thực lực của anh có thể sánh với kẻ mạnh kỷ nguyên không? Câu hỏi này rất thẳng thắn, nhưng cũng là điều mà rất nhiều người ở đây muốn biết. Suy cho cùng thì Thiên Thánh chỉ là cảnh giới trong truyền thuyết, rốt cuộc thực lực ra sao, bọn họ đều không nắm rõ. Ngô Bình đáp, chắc là có thể. Cô gái áo đỏ hỏi tiếp, Thiên Thánh, nơi này có 10 con rối kiếm đạo, có sức chiến đấu của kẻ mạnh tam kỳ nguyên. Thiên Thánh có thể cho chúng tôi mở rộng tầm mắt không? Chương 4860 tôi sẽ cho anh cơ hội đó. Ngô Bình biết những cô gái này muốn nhìn thấy thực lực thật sự của mình. Dù sao thì cái danh Thiên Thánh cũng không trực quan bằng khả năng chiến đấu thật. Anh khẽ mỉm cười, thử một chút cũng được. Tôi chỉ lo mình làm hỏng con rối kiếm đạo của mọi người thì không hay. Lục Thiên Tường cười nói, Thiên Thánh cứ cho chúng tôi mở rộng tầm mắt đi. Những con rối kiếm đạo này do tổ tiên để lại nhằm bảo vệ báu vật của nơi này. Đúng thế, tôi cũng muốn xem thử Thiên Thánh này là thật hay giả. Bỗng từ ngoài cửa vọng đến một giọng nói, bước vào là một người đàn ông có mọc cánh ở lưng, cao gần 2 mét, quanh người tỏa ra một phần khí tức mà chỉ thần tộc mới có. Nhìn thấy người này, Lục Thiên Tường rất bất ngờ, Thường Thiên Sách, sao anh lại đến đây vậy? Người này tên Thường Thiên Sách, là hậu duệ của một thần tộc. Có điều về sau thần tộc này kết hôn với nhân tộc nên thế hệ sau có huyết mạch của hai tộc. Thường Thiên Sách nói, tôi nghe nói nhà họ Lục các anh mời đến một thiên thánh, vì Su Nịnh còn đem tặng con gái nhà họ Lục cho anh ta. Ha ha, năm xưa tôi đến nhà họ Lục đề nghị kết thông gia thì lại bị nhà các anh từ chối ngay tại chỗ. Vậy nên tôi muốn xem thử vị thiên thánh mà các anh nịnh nọt có phải là ba đầu sáu tay hay không. Lục Thiên Tường đanh giọng, Thường Thiên Sách, đừng gây rối nữa. Vị thiên thánh này là hoàng đế của đế quốc Thiên Võ đấy. Thường Thiên Sách hừ giọng, hoàng đế của đế quốc Thiên Võ thì đã sao? Trong mắt tôi cũng chỉ là tôm tép thôi. Khẩu khí khá đấy, tôi đường đường là hoàng đế của Thiên Võ, vậy mà trong mắt anh lại biến thành tôm tép. Ngô Bình đứng lên, sao anh dám ngông cuồng như thế trước mặt tôi? Thường Thiên Sách cười khẩy, cái danh Thiên Thánh của anh không dọa được tôi đâu. Nếu anh có gan thì bước ra so tài với tôi. Nếu anh có thể đánh bại tôi sẽ quay đầu đi ngay. Nhưng nếu anh không thể thì cút ngay cho tôi, ỷ Thiên Cảnh không hoan nghênh anh. Lục Thiên Tường giận dữ nói, Thường Thiên Sách, đừng ăn nói lung tung. Nhỡ chọc giận Thiên Thánh thì tôi không thể bảo vệ anh đâu. Thường Thiên Sách đáp trả, Thường Thiên Sách này sợ sao? Thiên Thánh gì chứ, có thể mạnh hơn kẻ mạnh kỷ nguyên à? Nói thật cho anh biết, tôi vừa luyện hóa được 3 dấu ấn kỷ nguyên đấy. Lục Thiên Tường kinh ngạc, anh luyện hóa dấu ấn kỷ nguyên rồi ư? Thường Thiên Sách trả lời, đúng thế, sau đó nhìn sang Ngô Bình. Sao hả, dám ra tay với tôi không? Ngô Bình còn chưa lên tiếng thì cô gái mặc váy xanh nhạt vẫn im lặng từ nãy giờ, cũng chính là cô gái xinh đẹp nhất ở đây, đã đứng lên. Cô gái ấy lãnh đạm nói, Thường Thiên Sách, trước đây chuyện tôi từ chối anh không liên quan gì đến thực lực của anh cả. Bây giờ Thiên Thánh đang ở đây, anh đừng gây sự nữa, mau đi đi. Thường Thiên Sách cười khẩy, tôi gây sự. Được thôi,
tôi cứ gây đấy. Nói xong, anh ta chưởng về phía Ngô Bình. Chưởng vừa tung ra, một chưởng ấn liền bay về phía Ngô Bình. Ngô Bình vẫy tay một cái, chưởng ấn đã vỡ vụn. Anh hờ hững nói, chẳng phải anh muốn xem thực lực của tôi sao, được, tôi sẽ cho anh cơ hội đó. Anh vừa sải một bước đã xuất hiện ngay bên cạnh Thường Thiên Sách, sau đó nắm tóc anh ta, lôi ra khỏi cửa. Thường Thiên Sách không ngờ Ngô Bình lại nhanh đến vậy, muốn phản kháng nhưng sức mạnh trong cơ thể anh ta đã bị áp chế, hoàn toàn không có khả năng chống trả. Thường Thiên Sách bị vật mạnh xuống đất rồi bị Ngô Bình dẫm lên mặt. Bẹp. Chương 4861 nhờ anh ấy giúp chúng ta. Ngũ quan đều biến dạng, Thường Thiên Sách điên cuồng nôn ra máu tươi, hét lên, anh. Bẹp. Ngô Bình lại dẫm tiếp, Thường Thiên Sách còn chẳng nói được hết câu. Anh đá vài cú, Thường Thiên Sách cảm thấy đầu mình sắp vỡ nát rồi, cuống cuồng cầu xin, xin Thiên Thánh tha mạng. Lục Thiên Tường cũng vội vàng ra mặt nài xin, Thiên Thánh, Thường Thiên Sách vẫn luôn trấn thủ ác quỷ, xin hãy tha mạng. Lúc này Ngô Bình mới ngừng tay, đoạn hỏi, bây giờ anh đã biết thực lực của tôi rồi chứ? Thường Thiên Sách sắp khóc rồi, cuống cuồng đáp, biết rồi ạ. Thực lực của anh hoàn toàn không nằm ở phương diện Thiên Thánh. Anh ta nói không sai, nếu chỉ đơn thuần xét về thực lực của Thiên Thánh thì không đáng nói. Điểm đáng sợ của Ngô Bình chính là anh đã lĩnh ngộ được đại đạo chí tôn của mình, còn hấp thụ sức mạnh của vũ trụ chính, những thứ này đã giúp lực của Ngô Bình còn khủng khiếp hơn kẻ mạnh kỷ nguyên bình thường. Ngô Bình lãnh đạm nói, niệm tình anh có công trấn quỷ, hôm nay tha cho anh một lần. Thường Thiên Sách vội vàng bò dậy, chắp tay với anh, ôm mặt rồi chạy ra ngoài. Đi được mấy bước, anh ta đột nhiên quay lại, vết thương trên mặt đã hồi phục, chỉ còn rớm máu. Anh ta cúi người thật sâu trước Ngô Bình, Thiên Thánh, ban nãy đã mạo phạm anh, xin thứ lỗi. Ngô Bình hỏi, anh còn muốn nói gì? Thường Thiên Sách đáp, nơi mà nhà họ Thường chúng tôi trấn áp hiện đang bị hóa thân của một ác quỷ điên cuồng tấn công, tôi đến đây thật ra để xin viện binh. Lục Thiên Tường cả kinh, sao không nói sớm, đi mau thôi. Ngô Bình cũng không nhiều lời, cả ba cùng đến địa bàn trấn thủ của nhà họ Thường. Những cô gái trong buổi tiệc cũng đi theo, bọn họ muốn nhìn thấy năng lực của Ngô Bình. Tuy thực lực của Ngô Bình rất mạnh, có thể dễ dàng đánh bại Thường Thiên Sách, nhưng bọn họ vẫn muốn xem thử Ngô Bình sẽ đối phó ác quỷ như thế nào. Dù sao thì đây cũng là nguyên nhân chính mà nhà họ Lục lôi kéo anh. Những cô gái này đã sống ở ỷ thiên cảnh từ thuở lọt lòng. Họ đều có ý thức sứ mệnh từ trong xương tủy, ấy là trấn áp ác quỷ. Người đàn ông có thể đối phó ác quỷ chính là anh hùng, là người cừ khôi nhất trong mắt họ. Đến địa bàn của nhà họ Thường, quy mô ngang ngửa với ỷ thiên cảnh của nhà họ Lục, thậm chí trận pháp của hai bên cũng rất giống nhau. Đến trước hang động ngầm đã phong ấn kẽ nứt, Ngô Bình nhìn thấy tấm kim loại che phủ không ngừng phát ra các loại ánh sáng, bề mặt đã xuất hiện vết nứt nhỏ. Lúc này có cả trăm cao thủ đang lơ lửng giữa không trung, không ngừng sử dụng pháp quyết. Dốc toàn lực để trấn áp thứ đáng sợ bên dưới tấm kim loại. Thiên Sách, mau ra tay đi, phía chúng ta sắp chịu không nổi nữa rồi, một người đàn ông hô to. Thường Thiên Sách vội nói, bố, con đã mời đến một vị cao thủ, nhờ anh ấy giúp chúng ta. Ngô Bình liếc nhìn tấm sắt kim loại một cái, rồi nhẹ nhàng đáp xuống đó. Anh giẫm một cái, một luồng sức mạnh cực lớn liền trấn áp, hóa thân ác quỷ bên dưới lập tức giận dữ gầm thét. Những người đang bay ở không trung cũng có huyết mạch nửa người nửa thần như Thường Thiên Sách. Nhìn thấy Ngô Bình như vậy, có người hỏi, cậu ta muốn làm gì thế? Chương 4862, đậy lại đi. Thường Thiên Sách nhỏ giọng nói, đừng lo, đó là Thiên Thánh. Anh ta vừa so chiêu với cháu, thực lực ít nhất ở trình độ cao hơn ngũ kỷ nguyên. Lời vừa dứt, Ngô Bình đã đi đến rìa và dở nắp kim loại ra. Dưới nắp có một tấm lưới ánh sáng 5 màu, chặn ở cửa hang. Sau tấm lưới ánh sáng ấy có 3 hóa thân ác quỷ rất khủng khiếp, bọn chúng trông như rơi, đen toàn thân, mắt phát ra ánh sáng màu máu đỏ. Mắt lưới của lưới ánh sáng to bằng nắm tay, móng vuốt của ác quỷ vươn ra từ đó, tức giận gầm lên với mọi người. Nhà họ Thường không thể nhìn tiếp nữa, Thiên Thánh, làm vậy sẽ nguy hiểm lắm.
Ngô Bình phớt lờ họ, túm lấy cổ tay của hóa thân ác quỷ, hai luồng sức mạnh giằng co với nhau. Con ác quỷ đó là tà tu của vũ trụ chính, tuy chỉ là một hóa thân nhưng đã vô cùng khủng khiếp, khi nó giật mạnh ra sau đã khiến Ngô Bình suýt ngã. Song vào lúc anh chúi về trước, nắm đấm còn lại đã giáng xuống, đánh vào đầu của hóa thân ác quỷ qua tấm lưới ánh sáng. Lưới ánh sáng có thể ngăn chúng xông ra, nhưng sẽ không chặn được đòn tấn công của Ngô Bình. Cú đấm này khiến hóa thân ác quỷ đầu óc quay cuồng, miệng phun ra lửa quỷ màu đen. Gừ. Nó phát ra tiếng gầm giận dữ, nhưng chẳng mấy chốc đã bị Ngô Bình đánh đến mức ngậm miệng lại. Cứ như thế, Ngô Bình đã giữ chặt móng vuốt của hóa thân ác quỷ bằng tay trái, còn tay phải thì không ngừng đấm xuống, hết cú này đến cú khác, khiến ác quỷ hét ầm lên. Ác quỷ rất kinh ngạc, Ngô Bình cũng ngạc nhiên, đều cảm thấy đối phương quá mạnh. Có điều, cuối cùng Ngô Bình vẫn chiếm thế thượng phong, dù sao anh vẫn luôn đánh ác quỷ mà. Chịu được mười mấy đòn, ác quỷ bắt đầu sốt ruột, móng vuốt còn lại cũng vươn ra. Đây chính là thời cơ mà Ngô Bình đang đợi. Anh lập tức tóm lấy cả hai móng vuốt, sau đó trên người lại mọc ra hai tay, một tay bóp cổ ác quỷ, tay còn lại lấy một thanh chủy thủ từ vũ trụ chính rồi chém đầu của hóa thân ác quỷ. Đầu rơi xuống, hóa thân ác quỷ này há to miệng, tựa như cảm thấy khó tin. Sau đó cả cơ thể biến thành khói đen rồi tiêu tan, chỉ để lại một sợi tóc. Ngô Bình nhặt lấy sợi tóc đó, cảm thấy nó rất nặng và ẩn chứa sức mạnh phi thường. Anh biết ngay sợi tóc này thuộc về tà tu của vũ trụ chính kia. Anh giật mình, cất sợi tóc vào, đoạn quay lại nói với mọi người, đậy lại đi. Tất cả đều đang rất đỗi bàng hoàng. Hóa thân ác quỷ mạnh như thế mà anh lại có thể một mình giết chết nó. Ngay cả tổ tiên của họ còn không làm được. Thường Thiên Sách trước đó bị anh xử lý, nay lại vô cùng ngạo mạn nói với những người bên cạnh, sao nào, cháu nói không sai chứ, anh ấy rất lợi hại. Mọi người đậy nắp kim loại lại, rồi thi nhau tiến đến cảm ơn Ngô Bình. 12 cô gái họ Lục đến hóng chuyện đều lộ vẻ kinh ngạc. Họ biết Ngô Bình rất tài giỏi nhưng lại không ngờ anh phi thường đến vậy. Người đàn ông có thể đánh thắng ác quỷ mới là đàn ông chân chính, là anh hùng thật sự. Lục Thiên Tường bèn thừa cơ hỏi, các vị, nhà họ Lục định kết thông gia với Thiên Thánh, không biết nhà họ họ Thường có ý kiến thế nào? Thường Thiên Sách nói ngay. Nhà họ Thường chúng tôi dĩ nhiên cũng không muốn thua kém, em gái Thường Ngọc Nhi của tôi sắc nước hương trời, rất xứng đôi với Thiên Thánh. Chương 4863 bổ sung thể lực. Ngô Bình nghe vậy liền vội vàng lên tiếng, anh Lục, các vị, tôi còn có việc, đi trước nhé. Đám Lục Thiên Tường còn muốn giữ anh lại, nhưng Ngô Bình kiên quyết muốn đi, họ cũng đành thôi. Trước khi anh đi... Lục Thiên Tường hứa chắc rằng sẽ nhanh chóng thuyết phục các bộ lạc và điều tra rõ ràng kẻ sai khiến đằng sau. Ngô Bình cùng Lão Thạch Đầu trở về ải thần võ. Cả đi lẫn về đều không mất nhiều thời gian. Thấy họ bình an quay về, Kỷ Nhược Phi cười nói, Huyền Bình à, có thu hoạch gì không? Ngô Bình cười đáp, thu hoạch rất lớn, sau đó kể tóm tắt những chuyện đã xảy ra cho cô ấy biết. Nghe xong. Kỷ Nhược Phi kinh ngạc, 24 bức hình ấy có thể liên lạc với vũ trụ chính ư, còn cao siêu hơn cả vật tổ. Ngô Bình nói, trong năng lượng của vũ trụ chính chứa đựng thông tin rất quan trọng, có điều cần thời gian để lĩnh ngộ chúng. Anh cảm thấy nó có thể giúp ích cho tôi trong việc lĩnh ngộ trật tự cao nhất. Kỷ Nhược Phi đáp, tốt quá rồi. Nếu những bộ lạc này thần phục, đế quốc thiên võ sẽ là thế lực mạnh nhất trong lịch sử. Hàn huyên được vài câu. Ngô Bình bắt đầu thử ghép 24 hình ảnh kia lại. Lúc này, hình ảnh trong vũ trụ của anh đang chậm chậm hợp lại, quá trình này vô cùng chậm và tiêu hao rất nhiều tinh lực. Anh có phần không chịu đựng được, lập tức lấy nhân huyết đã thu thập trên đảo hỗn mang, đổ vào một cái vại lớn rồi nhảy vào đó. Năng lượng bên trong liền không ngừng rót vào cơ thể anh, bổ sung thể lực. Nhờ sức mạnh tăng cường, 24 hình ảnh kia cuối cùng cũng hợp lại với nhau. Giữa chúng vốn có lực bài xích rất mạnh, nhưng một khi Ngô Bình phá giải được lực bài xích này, chúng sẽ đột ngột hợp lại, phát ra ánh sáng rực rỡ. Ngay sau đó, 24 hình ảnh đã ghép thành một bức hình hoàn chỉnh. Sau khi Ngô Bình nhìn thấy hình ảnh này, cơ thể lập tức run lên. Vũ trụ trong cơ thể anh xuất hiện một vòng xoáy năng lượng khổng lồ.
Một chùm ánh sáng dày đặc chiếu xuống, năng lượng bên trong liền thuần khiết hơn trước gấp trăm lần. Sau khi năng lượng này xuất hiện, vũ trụ của Ngô Bình bắt đầu biến hóa sâu sắc hơn. Ngô Bình cảm thấy cơ thể mình không thể chịu được sức mạnh quá lớn này, bề mặt da bắt đầu xuất hiện vết nứt nẻ. Anh vội vàng lấy ra bốn lọ thuốc do sinh linh vũ trụ chính để lại. Bột thuốc trong bốn lọ này có những công dụng riêng. Anh mở một lọ rồi lấy một nắm thuốc, vừa bôi lên người vừa cho vào miệng. Sau khi dùng gần hết một lọ thuốc, bề mặt cơ thể Ngô Bình bắt đầu phát sáng, vết nứt đã khép lại, đồng thời dược lực lan khắp toàn thân, tôi luyện cơ thể anh. Anh thở phào, cơ thể này xem như cứu được rồi. Có điều đạo thần của anh vẫn đang rất khó chịu, bị chùm sáng kia chiếu vào, nó không ngừng bốc khói đen. Ngô Bình nghiến răng, mở thêm một lọ thuốc, lọ này có tác dụng tấm bổ cho tinh thần, sau khi uống vào, đã bắt đầu có công hiệu với đạo thần. Nhờ hai lọ thuốc, cơ thể và tinh thần của Ngô Bình đều thăng hoa, có sự nâng cao về chất. Dần dần, anh không còn đau đớn nữa, đạo thần được chùm sáng chiếu vào cũng bắt đầu cảm thấy dễ chịu, cơ thể như được tắm gió xuân. Đến lúc này, anh mới bắt đầu nghiền ngẫm về thông tin trong chùm sáng. Anh phát hiện, năng lượng này có lẽ cũng thuộc về năng lượng cao cấp trong vũ trụ chính. Cũng giống như vũ trụ trấn đán mà anh đang ở, có năng lượng mà con người hấp thụ. Cũng có linh khí và các loại năng lượng cao cấp. Xem ra người chết ở núi Thiên Từ nhất định không phải là người bình thường, anh lẩm bẩm. Trong năng lượng cao cấp này cũng chứa đựng trật tự và quy tắc, tuy chúng đến từ vũ trụ chính nhưng Ngô Bình vẫn có thể hiểu chúng. Chương 4864 em không ngủ được nên đến nói chuyện với anh. Đúng lúc này, sợi tóc của tà tu được anh cất giấu trong vũ trụ đột nhiên phát sáng, một giọng nói lanh lảnh vọng ra từ bên trong, nhóc con. Khá lắm, không ngờ cậu lại phá giải được thông tin do hư linh châu phát ra, hấp thụ linh khí trời đất của vũ trụ chính ngay tại vũ trụ phụ. Ngô Bình giật mình, ông chính là ác quỷ kia. Hừ, ác quỷ cái gì, tôi đến đây vì muốn tu hành, kết quả là cơ thể bị ăn mòn và suýt chết. Thực lực của tôi chỉ còn lại không đến 1%. Nếu không thì bọn chúng làm sao trấn áp được tôi? Ngô Bình nói, nếu ông không làm chuyện ác thì việc gì họ phải trấn áp ông. Tà tu cười ha ha, tôi muốn luyện hóa vũ trụ trấn đán, tu thành nguyên thần tối thượng. Ngô Bình đáp trả, luyện hóa vũ trụ trấn đán, dã tâm lớn lắm. Tà tu bảo, nhóc con, nếu cậu thả tôi ra, tôi sẽ cho cậu lợi ích nhiều vô cùng. Cậu cũng thấy đấy, vũ trụ phụ chỉ là ánh xạ của vũ trụ chính, là hư vô thôi. Còn tôi có thể giúp cậu tiến vào vũ trụ chính, trở thành tu sĩ thật sự. Ngô Bình nói, tôi không thể thả ông ra, lại càng không tin ông. Tà tu hỏi, nhóc con, cậu có biết vũ trụ phụ đối với tu sĩ của vũ trụ chính như chúng tôi là gì không? Ngô Bình đáp, ông nói rồi đấy thôi, là ánh xạ. Tà tu nói, đúng, là ánh xạ. Nhưng vì sao lại có ánh xạ, cậu có biết nguyên nhân không? Ngô Bình bảo, ông muốn nói thì tôi không cản. Tà tu cười ha ha, thôi được, để tôi nói với cậu. Cái gọi là vũ trụ phụ, thật ra là thế giới tinh thần do tu sĩ mạnh của vũ trụ chính sáng tạo ra. Ngô Bình cau mày, không thể nào. Vũ trụ rộng lớn bao la, vô biên vô tận. Nếu có ai nghĩ ra được một vũ trụ như vậy, tu vi của người đó chắc chắn rất cao. Tà tu đáp, dĩ nhiên là cao rồi. Họ đều là những tu sĩ đỉnh cấp nhất trong lịch sử, chẳng qua phần lớn đều không còn tồn tại nữa. Trật tự quy tắc, công pháp tu hành mà cậu thấy đều là biến hóa từ kinh nghiệm và ý thức của tu sĩ này. Ngô Bình nói, người ta cũng từng nói đấy, tu sĩ sáng tạo ra thế giới tinh thần vô cùng lớn mạnh, tuy chúng tôi là hư vô, nhưng thực lực chưa chắc đã yếu kém. Tà tu bảo, đúng vậy, nhưng dù sao, hư, cũng chỉ là, hư thôi. Chẳng có giá trị gì khi đứng trước mặt thật. Sao hả, chỉ cần cậu hợp tác với tôi sẽ giúp cậu biến thành sinh mệnh thật. Ngô Bình, xin lỗi, tôi không có hứng, dứt lời, anh mặc kệ tên kia luôn. Lúc này, anh cảm thấy có một đôi tay vòng ôm lấy mình, anh mở mắt ra thì phát hiện là Kỷ Nhược Phi đang ngồi bên cạnh. Anh mỉm cười nói, Nhược Phi, em không nghỉ à? Kỷ Nhược Phi, em không ngủ được nên đến nói chuyện với anh. Chuyện thì đương nhiên phải nói, nhưng ngoài ra cũng tiện thể làm chút chuyện gì đó luôn. Đêm đó,
Kỷ Nhược Phi đã ở lại trong căn phòng mà Ngô Bình tu luyện đến tận sáng. Cũng trong đêm đó, Ngô Bình đã nâng cao thể chất và tu hành cho Kỷ Nhược Phi. Bây giờ, cô ấy như đã thay da đổi thịt, tu vi cũng đã đạt tới cảnh giới đạo tổ. Trời vừa sáng đã có tiếng kèn hiệu vang lên, Kỷ Nhược Phi vội vàng ngồi dậy mặc quần áo rồi nói, Huyền Bình, có biến rồi. Ngô Bình cười nói, đừng lo, chúng mình cùng đi xem. Hai người chạy ra cổng thì thấy có rất nhiều người tập trung ở đây, rõ ràng họ đến từ các bộ lạc khác nhau. Kỷ Nhược Phi ngạc nhiên nói, họ làm gì thế nhỉ, trông không giống đánh nhau cho lắm. Chương 4865 để anh ra gặp. Lúc này, thủ lĩnh của một bộ lạc chợt cao giọng nói, bộ lạc Sơn Quỷ tôi đồng ý hàng phục đế quốc Thiên Võ. Bộ tộc Khôi Thiên của tôi cũng đồng ý hàng phục đế quốc Thiên Võ. Bộ lạc Đông Thú tôi cũng thế. Thủ lĩnh của các bộ lạc đều đồng loạt lên tiếng tuyên bố sẽ gia nhập đế quốc Thiên Võ và trở thành một phần của đế quốc. Ngô Bình cười nói tốt, mời các vị vào trong nói chuyện, sau đó, anh đã bảo Kỷ Nhược Phi sai người mở cổng. Việc tiếp theo đó thì khá thuận lợi, Ngô Bình lệnh cho các quan thần tiếp nhận các bộ lạc và phong chức tước cho họ. Vì thế, việc ở biên hoang đã ổn định, Ngô Bình bảo Kỷ Nhược Phi ở lại đây tiếp tục trấn thủ nói này, còn mình thì về Hoàng Cung. Anh phải quay về vì cuối cùng thì Đại Thiên Tôn cũng có hành động rồi. Nội gián của bên anh báo về rằng đế quốc Thiên Đỉnh đột nhiên tập trung rất nhiều binh mã, hơn nữa còn là binh mã từ chiến trường trở về, họ rất giỏi đánh đấm, thực lực thì khỏi phải bàn. Ngô Bình lập tức triệu tập các đại thần đến để nghe kế sách của họ. Một đại thần nói, bệ hạ, đế quốc Thiên Đỉnh đột nhiên tập trung nhiều binh lực như vậy chắc chắn đang âm mưu giành lại lãnh thổ đã mất, trận giao tranh giữa hai nước khó mà tránh khỏi. Một đại thần khác nói, bệ hạ, thần lại nghĩ đại kiếm vẫn đang diễn ra nên chắc đế quốc Thiên Đỉnh không dám ra tay với mình đâu ạ. Các đại thần mỗi người một ý, Ngô Bình lắng nghe và tổng hợp rồi nói, trước mắt, đế quốc Thiên Đỉnh có tấn công mình hay không không quan trọng. Điều đáng lo là phải bảo vệ an toàn cho người dân, các khanh hãy cố gắng, hóa thân của trẫm đã có mặt ở mọi nơi rồi. Thật ra không cần Ngô Bình giám sát thì các quan thần bên dưới cũng đảm đương rất tốt công việc của mình, ai cũng đều cố gắng hết sức. Dẫu sao họ đều muốn nhận được công đức của thiên tiên giới và kim tiên giới để đổi lấy tài nguyên. Dưới sự trị vì của Ngô Bình, đại lục Hồng Hoang dần ổn định trở lại. Dân chúng cũng vượt qua được khó khăn và hồi phục lại cuộc sống bình thường như xưa. Mấy ngày tiếp theo, Ngô Bình vừa hấp thu linh khí của vũ trụ chính, vừa lĩnh hội trật tự đại đạo trong đó. Hôm nay, anh đã kết hợp với lĩnh ngộ từ trong linh khí để sáng tạo ra một trật tự mới, đó là trật tự nhân đạo, đại đạo nhân đạo chí tôn. Bây giờ, đại đạo chí tôn trong vũ trụ đã tăng lên thành 46 đại đạo. Đại đạo nhân tộc vừa xuất hiện, tu sĩ tu luyện chân nhân thái cổ đều có thể nhận được hỗ trợ từ đại đạo này. Sau nhiều ngày tháng, cuối cùng cũng có người nâng số lượng đại đạo chí tôn lên thành 46, chuyện này đã gây chấn động thiên hạ và thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Hôm nay, Ngô Bình đang tu hành thì đột nhiên Đường Băng Vân đến nói, Huyền Bình, bên ngoài có một người tên là Lục Thiên Tường muốn gặp anh. Ngô Bình mở mắt rồi nói, để anh ra gặp. Lục Thiên Tường đang chờ trong phòng sách, thấy Ngô Bình đến, ANS ta vội đứng dậy hành lễ, tham kiến Thiên Thánh. Ngô Bình, đừng đa lễ, anh Lục, có phải anh đã tra ra được người đứng sau rồi không? Lục Thiên Tường gật đầu, tôi đã đi hỏi không ít bộ lạc, cuối cùng đã tra ra được thân phận của người đó. Người này là Hoàng Thái Tử của Đế Quốc Thiên Đỉnh, để gây nhiễu loạn thiên võ, hắn đã giở trò để khống chế thủ lĩnh của các bộ lạc. Khiến họ hùa nhau tấn công thần võ quan. Chương 4866 mọi người cứ tiếp tục đi. Ngô Bình híp mắt lại nói, tên đó vẫn đang ở biên hoang à. Sau khi các bộ lạc quy hàng thiên võ thì hắn chạy rồi. Ngô Bình cười mỉa, xem ra Thiên Đỉnh vẫn chưa chịu yên phận. Lục Thiên Tường, nếu Thiên Thánh cần, 10 gia tộc lớn của tôi và các bộ lạc sẽ xuất quân đánh chiếm Thiên Đỉnh. Ngô Bình xua tay, thôi, giờ Thiên Đỉnh như con rùa rụt cổ, không đáng để tôi ra tay. Hơn nữa, Hoàng đế của Thiên Đỉnh không đáng lo, người khiến tôi lo là Đại Thiên Tôn kìa. Lục Thiên Tường, Thiên Thánh,
10 gia tộc lớn của chúng tôi đã cử đến 100 cô gái vô cùng xinh đẹp, người có muốn gặp một chút không ạ? Ngô Bình, anh Lục, xem ra anh bắt tôi phải lấy vài cô vợ nữa hả? Lục Thiên Tường cười nói, Thiên Thánh ít cũng phải lấy thêm chục cô nữa, vậy chọn mỗi nhà một cô nhé. Trong cung của Ngô Bình đã có khá nhiều phi tử rồi, giờ thêm hay bớt vài người cũng chẳng có gì khác nhau. Hơn nữa, anh biết nếu mình không đồng ý thì chắc chắn 10 gia tộc của Ỷ Thiên Cảnh sẽ không yên tâm. Anh nói, bảo các cô ấy đến đây đi. Lục Thiên Tường mừng rỡ rồi cùng Ngô Bình đi gặp 100 cô gái kia, cuối cùng Ngô Bình đã chọn ra 10 người và đều phong làm quý phi. Anh không tiễn Lục Thiên Tường về ngay mà sai người bày tiệc. Lục Thiên Tường ở lại thêm 3 ngày thì mới ra về, mỗi ngày khi dự tiệc, anh ta đều yêu cầu có 10 quý phi tham dự cùng. Cứ thế, trong 3 ngày đó, Ngô Bình đã sủng hạnh 3 quý phi mới. Đến ngày thứ 4, cuối cùng anh cũng kiếm được cơ hội để đuổi Lục Thiên Tường đi. Ngày thứ 2 sau khi Lục Thiên Tường ra về, biên quan đã gửi tin báo đế quốc Thiên Đỉnh đã tập trung một đội quân gần biên giới, hơn nữa còn bắt đầu quấy rối thiên võ, rõ ràng là họ đang có ý thăm dò. Nội gián đã cung cấp thêm một thông tin khiến Ngô Bình nghe xong phải nhíu mày, Đại Thiên Tôn đã mở được một kho vũ khí và kho binh của Thiên Đế. Trong kho binh có rất nhiều thiên binh thiên tướng đang say ngủ, giờ họ đều đã trở thành chiến sĩ của Thiên Đỉnh. Trong kho vũ khí thì có rất thần binh lợi khí, giờ cũng thuộc Thiên Đỉnh luôn. Ngô Bình nghe xong mà bàng hoàng, anh biết chắc chắn Đại Thiên Tôn đã mở được một phần của Thiên Đỉnh, vì thế mới có được những thứ này. Hiện giờ, việc cấp thiết nhất là chống đại đại quân hùng hậu của Thiên Đỉnh và các thiên binh thiên tướng mạnh mẽ. Sau khi biết tin, Ngô Bình không hề lo lắng, ngược lại còn thấy đây là cơ hội. Nếu đế quốc Thiên Đỉnh thật sự không còn thiết sống nữa mà tấn công đế quốc Thiên Võ thì anh sẽ nhân đây sơ tái nó luôn và trở thành thế lực duy nhất ở đại lục Hồng Hoang, cho Thiên Đình và Đại Thiên Tôn mất nền móng. Tư Không Vũ đã dẫn 5 triệu đại quân của đế quốc Thiên Võ đến trấn thủ ở biên giới phía đông bắc của đế quốc Thiên Võ, có thể nói là gần như các mãnh tướng giỏi đánh đấm nhất của đế quốc Thiên Võ đã tập trung hết về đây. Tư Không Vũ biết rõ nếu phía đông bắc này mà xảy ra chuyện thì đế quốc Thiên Võ sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Bây giờ, đế quốc Thiên Đỉnh còn chưa ra tay, nhưng nếu họ tấn công thì chắc chắn sẽ đánh dồn dập, tuyệt đối không cho đế quốc Thiên Võ cơ hội chuẩn bị. Tư Không Vũ ngồi trong đại trướng họp với các tướng lĩnh, đột nhiên Ngô Bình đi vào, ông ta cùng những người khác lập tức đứng dậy. Bệ hạ! Ngô Bình gật đầu rồi cười nói, mọi người cứ tiếp tục đi. Chương 4867 ta đi lấy binh phù đã. Tư Không Vũ, bệ hạ, người đến đúng lúc quá, số lượng binh sĩ của chúng ta ở đây đang kém đế quốc Thiên Đỉnh. Ngô Bình, chất lượng quan trọng hơn số lượng, quân của Thiên Đỉnh thật ra là tiên binh tiên tướng mà Thiên Đỉnh cử xuống, nên nếu so về số lượng thì chúng ta vẫn chiếm ưu thế hơn. Thì ra con đường tu tiên nhân đạo của Ngô Bình đang phát triển thần tộc. Bây giờ đã trở thành nhánh tuôn súng ở đại lục Hồng Hoang. Ngô Bình đã liên lạc với họ tông qua thiên tiên giới và kim tiên giới, nếu anh cần thì có thể triệu tập thêm rất nhiều tu sĩ đến đây ngay. Tư Không Vũ, phe địch có thiên binh thiên tướng. Ngô Bình, tôi đến là để đối đầu với các thiên binh thiên tướng này, tối nay, tôi sẽ dẫn họ về phe mình. Tư Không Vũ mừng rỡ, bệ hạ có cách khống chế các thiên binh thiên tướng ấy ạ. Ngô Bình cười hỏi, đế quốc Thiên Đỉnh có binh phù không? Tư Không Vũ lắc đầu, tuy họ không có binh phù, nhưng họ có pháp bảo có thể khống chế được thiên binh thiên tướng. Ngô Bình, kiểu khống chế đó quá tầm thường, hơn nữa sẽ mất tác dụng khi gặp binh phù. Trong lúc nói chuyện, Ngô Bình lưu lại một hóa thân trấn thủ ở Đông Bắc, còn mình thì quay về Thiên Cung, ở đây có hành cung của Thiên Đế mà anh đã phát hiện ra. Anh vừa đến thì con đại xà, Tinh Tinh và con báo đã chạy ra ngay, chúng vênh mừng chào hỏi, chủ nhân. Ngô Bình cười nói, trước kia các ngươi từng bảo mỗi khi đột phá một tầng cảnh giới thì sẽ nhận được một kho báu của Thiên Đế đúng không? Tinh Tinh, đúng rồi ạ, Thiên Đế đã để lại 4 kho báu. Ngươi chỉ cần đột phá Thiên Thánh tầng thứ nhất, thứ 3, thứ 5 và thứ 7 thì sẽ được mở kho báu. Trước đó, ngươi đã mở kho báu thứ nhất rồi nên giờ chỉ còn 3 cái nữa thôi. Lúc trước,
Khi Ngô Bình mở kho báu thứ nhất thì đã nhìn thấy rất nhiều dương báu to nhỏ khác nhau, anh đã lấy được một con dao găm của vũ trụ chính trong số đó. Anh hỏi, binh phù của thiên đế ở đâu? Con báo, chủ nhân, binh phù ở kho báu thứ ba ạ. Ngô Bình, bên dưới đã có người đánh thức các thiên binh thiên tướng nên ta chỉ còn cách lấy binh phù để khống chế họ. Tinh tinh, đúng thế, giờ chủ nhân ở tầng thứ bảy của thiên thánh rồi nên có thể mở được hết các kho báu. Ngô Bình, đây chỉ là hành cung, chắc các khu vực khác của thiên đình đang ẩn giấu ở đại lục hồng hoang, đại thiên tôn đã mở được một phần rồi. Tinh tinh, chủ nhân yên tâm, người mới là người nhận được truyền thừa chính thống của thiên đế. Đại thiên tôn gì đó dù có mở được một phần thì chúng ta vẫn có thể xoay chuyển tình thế. Ngô Bình, ta đi lấy binh phù đã. Ba con thú đã dẫn Ngô Bình đến địa điểm của kho báu thứ ba, anh mở cửa ra thì thấy khá nhiều thứ ở bên trong, hầu hết chúng đều lơ lửng trên cao rồi tỏa ra các tia sáng khác nhau. Trong đó có một cái hộp đã thu hút sự chú ý của Ngô Bình, anh giơ tay lên với thì cái hộp bay tới gần. Anh mở ra thì thấy có một bệnh phù ở bên trong. Bên trên nó là chi chít các phù văn. Ngô Bình vừa chạm vào nó thì đã có một luồng sức mạnh nối liền với sức mạnh của anh đã nhận được truyền thừa của thiên đế nên binh phù đã tỏa ra tia sáng mạnh mẽ và nhanh chóng được Ngô Bình luyện hóa. Chương 4868 nơi mà anh nói chính là xào huyệt tà ma. Luyện hóa binh phù xong, Ngô Bình thấy còn có một cái nhẫn hình rồng màu tím, anh vung tay về phía cái nhẫn thì con tinh tinh nói, chủ nhân. Bên trong có 500 cận binh của thiên đế. Cận binh là người có lực chiến đấu mạnh nhất bên cạnh thiên đế, Ngô Bình không ngờ họ lại ở trong chiếc nhẫn hình rồng này. Vì thế, anh đã luyện hóa chiếc nhẫn thì thấy đúng là bên trong có 500 cường giả đang ngủ say, anh mỉm cười nói, ta có được dùng 500 cận binh này không? Đại xà nói, có ạ, từ giờ trở đi, toàn bộ lực lượng của thiên đế đều sẽ nghe lệnh của chủ nhân. Ngô Bình cười nói, thế thì tốt. Đại xà, chủ nhân, vẫn còn đồ đấy ạ. Ngô Bình, gì thế? Đại xà, bản đồ của thiên đình, nó là một món pháp bảo có thể mở được các cơ quan của thiên đình. Ngô Bình mừng rỡ rồi nhìn thấy một cái trục cuốn tránh đang phát sáng rồi hỏi, nó đây à? Đại xà gật đầu, vâng, có bức tranh này rồi thì chủ nhân có thể dễ dàng tìm thấy vị trí của thiên đình, sau đó mò tất cả các cung điện. Ngô Bình cười lớn nói, có bản đồ này rồi thì kế hoạch của Đại Thiên Tôn tới công chuyện với mình. Anh cầm cuốn tranh rồi nói với ba con thú, các ngươi tạm thời chờ ta ở đây, chờ thiên cung mở, ta sẽ chuyển thiên cung đến đó. Ba con thú đều nói, chúc mừng chủ nhân. Ngô Bình quay về đại doanh ở biên giới Đông Bắc thì thấy Đường Băng Vân và Hỏa Hoàng Nhi cũng đã đến, thì ra họ nghe nói ở đây có chiến sự nên muốn đến hỗ trợ Ngô Bình. Anh nói, không cần đâu, hai người về đi. Đường Băng Vân, Huyền Bình, có những 20 triệu đại quân và thiên binh thiên tướng nên em lo cho anh. Hỏa Hoàng Nhi, đúng đấy bố, chúng ta cùng tấn công họ rồi bắt Hoàng đế thiên đỉnh để xem họ định đánh kiểu gì. Ngô Bình cười nói, hai người yên tâm, chỉ là một đế quốc nhỏ bé thôi mà, anh không lo đâu. Đường Băng Vân, mặc kệ, em đã đến rồi thì không đi đâu. Ngô Bình bó tay với cô ấy nên nói, được rồi, em dẫn đội cảnh vệ đi hỗ trợ tác chiến đi. Thánh binh và thánh vệ mà anh đã bồi dưỡng đều ở dưới trướng của Đường Băng Vân, lực chiến đấu của họ rất mạnh. Hỏa Hoàng Nhi, bố, còn con nữa, con cũng muốn dẫn binh đi. Ngô Bình, chiến tranh không phải trò chơi, lát nữa nhớ phải nghe lệnh của Đại Nguyên Soái Tư Không Vũ. Hỏa Hoàng Nhi cười nói, con biết rồi. Ngô Bình gật đầu rồi nói với Tư Không Vũ, tìm cho tôi 30.000 tinh tinh, tôi sẽ đưa họ đến một nơi để huấn luyện. Nơi mà anh nói chính là xào huyệt tà ma. Loáng cái, Tư Không Vũ đã dẫn 30.000 tinh binh đến, họ không chỉ giỏi võ mà còn rất trung thành. Vì thế, Ngô Bình đã đưa hết họ vào trong xào huyệt tà ma và chỉnh tăng tốc thời gian, anh chỉ đợi bên ngoài một tiếng thì bên trong đã trải qua cả trăm năm rồi. Chương 4869 ngươi là ai? Sau đó, anh đã giúp các tinh binh này có thể chất cấp chân hầu, cảnh giới thánh nhân, thực lực cấp chân quân. Ngoài ra, họ còn có sở trường chiến đấu, dù có đối mặt với kẻ địch mạnh hơn mình cả nghìn lần thì cũng có thể hạ được họ. Vì thế,
Ngô Bình đã giao 30.000 người này cho Hỏa Hoàng Nhi quản lý và lấy tên là quân vô địch. Đường Băng Vân dẫn đầu cấm quân, Hỏa Hoàng Nhi dẫn đầu quân vô địch ở lại chiến trường. Mặt khác, Ngô Bình bắt đầu đánh thức cận binh của Thiên Đế trong chiếc nhẫn hình rồng, ý niệm của anh tiến vào chiếc nhẫn, cận binh ở bên trong đều mở mắt ra. Ngô Bình vui mừng, anh động tinh thần một cái là 500 cận binh đã xuất hiện trước mắt mọi người. Thực lực của các cận binh này yếu nhất cũng là cường giả cấp 1 kỷ nguyên, thống lĩnh ở đây thuộc cấp 4, 5 kỷ nguyên. Ngô Bình thấy rất ngạc nhiên khi có nhiều cường giả tập trung lại với nhau, anh nói, các vị, từ giờ, tôi sẽ là chủ nhân mới của mọi người. Không cần Ngô Bình giới thiệu thì các cận binh này cũng biết. Vì trên người Ngô Bình có khí tức mà họ rất quen thuộc, cũng có binh phù và tu vi của thiên thánh. Sau tất cả những điều đó, họ đã có phán đoán ngay. Tham kiến bệ hạ, tất cả đồng thanh chào và tôn Ngô Bình làm thiên đế mới. Ngô Bình cũng không giải thích nhiều mà nói, có một bộ phận thiên binh thiên tướng bị quân địch khống chế, mọi người hãy đi theo tôi xử lý đám quân địch này. Vâng. Ngay sau đó, Ngô Bình đã phóng thần niệm ra quét khắp đế quốc thiên đỉnh, không một ai ở đế quốc thiên đỉnh có thể ngăn cản được thực lực mạnh mẽ của anh. Loáng cái, anh đã tìm thấy vị trí của thiên binh thiên tướng. Tất cả bọn họ đều được giấu trong một thời không thần bí, rất khó tìm thấy. Nhưng tiếc là thời không này không thể qua được mắt Ngô Bình. Đi! Một tia sáng lóe lên, Ngô Bình và 500 cận binh đã biến mất. Sau đó, họ đã xuất hiện trong thời không thần bí đó. Cách đó không xa là một quảng trường rộng lớn, đang có 100.000 thiên binh thiên tướng đứng ở đây. Họ khác với cận binh của Ngô Bình. Cơ thể họ là một sự phối hợp hoàn hảo giữa người và máy, lực chiến đấu của họ rất mạnh, ngoài ra họ còn có thể biến thành đủ các loại máy móc giết chóc. Không ngoa khi nói một thiên binh ở đây cũng có lực chiến đấu trên cấp đạo tổ, ngoài ra các thiên binh thiên tướng này còn sở hữu nhiều thần binh lợi khí, xem ra cũng đều lấy trong kho vũ khí. Ngươi là ai? Một tốp tướng sĩ của đế quốc thiên đỉnh xuất hiện, có khoảng hơn 10.000 người cầm binh khí. Có lẽ là quân trấn thủ ở đây. Ngô Bình lạnh giọng nói, ta là đại đế thiên võ, các người mau đầu hàng, không thì sẽ phải chết. Cảm nhận được khí tức mạnh mẽ của Ngô Bình, những người này đều biến sắc mặt, nhiều người lập tức từ bỏ ý định phản kháng và dần quỳ xuống. Có một thì sẽ có hai, khi hầu hết mọi người đều ngừng suy nghĩ chống trả, số người còn lại cũng không còn sức mạnh để đối đầu nữa, tất cả đều quỳ xuống. Ngô Bình đi tới gần họ rồi lấy binh phù ra, anh lập tức cảm thấy trận pháp trong binh phù vận chuyển, sau đó tư duy của anh đã nói liền với suy nghĩ của 100.000 thiên binh thiên tướng này. Binh phù quả nhiên phi phàm, có nó rồi thì anh sẽ dễ điều khiển các thiên binh thiên tướng này. Anh cười lớn nói, đi theo tôi. Chương 4874 không vũ thần chết cũng đáng. Nói rồi, anh vung tay lên. Các thiên binh thiên tướng cùng vũ khí của mình đã biến mất tại chỗ, sau đó cùng quay về đế quốc thiên võ với Ngô Bình. Lúc này, đại đế thiên đỉnh đang có vẻ đắc ý trong hoàng triều của đế quốc thiên đỉnh rồi nói với các quần thần, đại kiến đã khiến nhiều nơi hỗn loạn, diện tích của đế quốc thiên đỉnh ta từ nắm giữ một nửa hồng hoang thành bé tẹo như bây giờ. Hôm nay, chúng ta sẽ dẫn quân đi tiêu diệt thiên võ. Có đại thần nịnh bợ, bệ hạ có 20 triệu tinh binh. 100.000 thiên binh thiên tướng cùng sát trận tuyệt thế do 24 cao thủ kỷ nguyên của Đại Thiên Tôn tạo thành, đừng nói là một đế quốc thiên võ, kể cả có thêm 10 đế quốc như thế thì chúng ta cũng hạ được hết. Đúng lúc này, có người hớt hải vào báo, bệ hạ, có chuyện lớn rồi, 100.000 thiên binh thiên tướng đã biến mất. Thiên đỉnh đại đế nổi giận ngất trời, ngươi nói gì? Một đại thần cất cao giọng hỏi, đi đâu hết rồi? Người kia nói, hình như bị người của thiên võ đại đế dẫn đi rồi ạ. Vớ vẩn, các thiên binh thiên tướng chỉ nhận lệnh của pháp bảo, sao lại đi theo người khác được, thiên đỉnh đại đế gần như gào lên. Người kia mếu máo nói, tiểu nhân không biết, hỏi quân canh gác thì họ bảo có người vung tay lên một cái là các thiên binh thiên tướng ngoan ngoãn đi theo luôn. Thiên đỉnh đại đế xa sầm mặt, mãi lâu sau mới nói, không chờ nữa. Nhất định là thiên võ đã nhận được tin nên bắt đầu phản công rồi. Truyền lệnh của ta, ngày mai chúng ta sẽ tổng tấn công đế quốc thiên võ. Hừ,
họ tưởng con át chủ bài của ta chỉ có mỗi 100.000 thiên binh thiên tướng ư. Nhầm to rồi. Sau khi quay về, Ngô Bình đưa binh phù cho Tư Không Vũ, việc như đánh chân thì đương nhiên phải giao cho người có kinh nghiệm. Còn anh thì lấy bản đồ của thiên đình ra rồi tìm vị trí. Khi anh vừa mở cuộn tranh ra thì lập tức có một hình vẽ lập thế xuất hiện, cho thấy vị trí và toàn thể kết cấu của thiên đình, có một chấm nhỏ trên đó. Bấy giờ, Ngô Bình mới thấy chấm nhỏ này nằm ở vị trí hơn 1.000 dặm ở phía đông của Đông Thiên Môn tại thiên đình. Anh lập tức cầm theo bản đồ rồi đi tới gần Đông Thiên Môn. Anh nhìn thì thấy đây là một vùng hoang vắng, nào còn Đông Thiên Môn hoàng tráng như xưa. Đột nhiên anh thấy Đông Thiên Môn trên bản đồ phát sáng, anh truyền tinh thần vào đó thì thấy ý thức của mình đã tiến vào một thời không khác, Đông Thiên Môn cũng ở bên trong. Anh lập tức hiểu ra không phải Đông Thiên Môn đã biến mất mà ẩn trong thời không này, còn anh đã tìm thấy cách mở thời không ấy nhờ tấm bản đồ. Đông Thiên Môn, mở. Quỳnh. Trời đất rung chuyển, cảnh vật xung quanh đã thay đổi, một cánh cổng lớn xuất hiện trước mắt Ngô Bình, hai bên là tường thành cao lớn được thiết kế nhiều vũ khí phòng ngự như pháo, cung tên và đại trận phòng ngự cùng sát trận. Cánh cổng vừa mở, diện tích ở đây đã tăng lên rất nhiều, một phong cảnh tự nhiên hiện ra. Ngô Bình ngẩng lên nhìn Đông Thiên Môn mà không nhịn được cười, sau đó anh bay lên tường thành. Các loại vũ khí trên đó đều là tân tiến nhất ở thời bấy giờ. Ngô Bình lập tức báo Tư Không Vũ rút quân và chú đóng ở sau Đông Thiên Môn, đồng thời cử các thiên binh thiên tướng canh phòng ở tường thành. Tất cả mọi người đều sững sờ khi trông thấy Đông Thiên Môn. Tư Không Vũ cảm thán, có thể nhìn thấy thiên môn thật sự thì Tư Không Vũ thần chết cũng đáng. Đường Băng Vân, thiên đình ngày xưa mạnh thật, xây dựng cả một nơi phòng ngự hoàng tráng thế này. Ngô Bình, đây mới là Đông Thiên Môn thôi, giờ anh sẽ đi mở các thiên môn khác. Nói xong, anh tiếp tục đi mở Bắc, Tây và Nam Thiên Môn. Nam Thiên Môn từng bị thần tộc tàn phá nên đã rất hoang tàn, nhưng khi Ngô Bình đánh thức nó lần nữa thì các sức mạnh bên dưới đã trỗi dậy và Nam Thiên Môn đã tự phục hồi. Loáng cái, một khung cảnh toàn vẹn đã hiện ra trước mắt Ngô Bình. Khi bốn đại thiên môn xuất hiện, đại trận phòng ngự của thiên đình đã nối thành một thể, một màn sáng khổng lồ hiện lên ở trên cao, che phủ hết khu vực bên trong bốn thiên môn. Tấm màn sáng này được gọi là vòm trời hiện ra, các không gian thiên đình đang ẩn núp đều xuất hiện, đại lục hồng hoang bắt đầu có sự thay đổi lớn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 143.